Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 58. Ban đầu con rơi màu bạc kia chỉ bé bằng bàn tay, nhưng bây giờ lại to bằng chậu rửa mặt. Bốn con vật có độc khác cũng vậy. Rắn bạc không biết là rắn gì, trên người mọc đầy vảy, mặc dù nó không đứng thẳng nhưng Dương Bách Xuyên ước chừng chiều cao cũng phải 3 mét. Con rết mọc rất nhiều chân đầy lông, không biết có tổng cộng bao nhiêu, chiều dài hơn 1 mét. Con cóc cũng cực kỳ đáng sợ, to bằng cối xay. Con nhện cũng chẳng kém. Rõ ràng là ngũ độc không phải thứ tầm thường. Dương Bách Xuyên thu lại thái độ khinh thường, không dám lơ là, lập tức nín thở. Hắn không tự tin khi đối mặt với ngũ độc kỳ lạ bậc này. Thoáng cái ngũ độc đã bao vây Dương Bách Xuyên, từng đôi mắt trợn to như chuông đồng khiến hắn rợn tóc gáy. Ộp! Con cóc bự gầm lên như sấm, là con đầu tiên phát động tấn công, há miệng ói ra chất lỏng màu đỏ. Nó lao vèo tới nhanh như chớp, Dương Bách Xuyên còn chưa kịp tránh, nó đã nhảy lên người. Xèo xèo xèo! Sức lực không lớn. Nhưng sau khi nó rơi vào giáp nhật nguyệt càn khôn của Dương Bách Xuyên, bộ giáp lập tức phát ra tiếng xèo xèo. May mà giáp càn khôn không phải vật phàm, trong tiếng xèo xèo có tính ăn mòn mạnh, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên sử dụng chân khí lên giáp nhật nguyệt càn khôn, chân khí tiêu diệt chất độc của cóc. Dù vậy lần này giáp nhật nguyệt càn khôn cũng bị ăn mòn để lại một vết nông, có thể thấy nọc độc của con cóc bự này mạnh cỡ nào. Bốn loài độc khác cũng bắt đầu di chuyển. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ mũi, toàn là nghiệp chướng, bắt nạt ta thân cô thế cô đúng không? Nói xong hắn lại niệm trong lòng, lập tức gọi hai con rối đen trắng trong bình càn khôn ra. Hai con rối đen trắng không phải người thật, mà là con rối được luyện chế bằng thiên tài địa bảo, không sợ chất độc. Dương Bách Xuyên gọi hai con rối ra vẫn cảm thấy chưa đủ, bèn gọi con trồn trong bình càn khôn ra luôn. Con trồn cũng không sợ chất độc, thế thì cứ gọi ra thôi. Sau khi tu vi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, thần hồn mạnh mẽ, hắn điều khiển con rối dễ dàng hơn nhiều. Mà thần hồn mạnh cũng biểu thị hai con rối đen trắng có thể phát huy thực lực Nguyên Anh sơ kỳ. Còn con trồn thì Dương Bách Xuyên không lo lắng chút nào. Nó có thể thoát khỏi sự truy đuổi của mấy chục cao thủ Nguyên Anh, Dương Bách Xuyên tin chắc nó có thể đối phó với chất độc. Két két. Con trồn vừa ra ngoài, lập tức chú ý tới bốn loài độc xung quanh Dương Bách Xuyên. Nó kêu két két mắng chửi, người phồng to một vòng như thổi bóng bay, bộ lông vàng óng cũng dựng đứng lên, móng vuốt sắc bén trên bốn chân lập tức dài ra. Không cần Dương Bách Xuyên lên tiếng, con trồn hóa thành một vệt sáng màu vàng xông về phía con rắn trong ngũ độc. Két! Xì xì! Con trồn và rắn độc giống như thiên địch gặp nhau, cả hai đều gào lên. Lúc này Dương Bách Xuyên điều khiển con rối đen trắng xông về phía con rết và con nhện. Hắn tin rằng dựa vào cơ thể cấp bậc linh khí siêu việt của con rối đen trắng, cho dù không giết được con rết và con nhện thì ngăn cản chúng cũng không thành vấn đề. Huống chi hai con rối này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có khi con nhện và con rết còn chẳng đủ cho chúng giết cũng không chừng. Dương Bách Xuyên quan sát con cóc bự và con rơi, ngoài ra còn phải đề phòng Hắc Hoa bà dở trò. Có điều lúc này Hắc Hoa bà đang uể oải đứng ở rất xa. Chắc là vừa rồi bà ta phá vỡ hồ lô thả ngũ độc ra đã phải trả một cái giá rất lớn, xem chừng trong thời gian ngắn bà ta không thể dở trò. Đồ đệ của Hắc Hoa bà thì khác, U Dương Hải Đường khiến Dương Bách Xuyên lo lắng. Hiện tại bà ta đã chạm vào kết giới cấm chế, có vẻ như đã nhận được sức mạnh của La Phù Chi Linh bên trong cấm chế. Nhưng lúc này Dương Bách Xuyên không rảnh quan tâm, trước mắt hắn phải giải quyết ngũ độc mới được. Nếu không đến cuối cùng chúng sẽ là vật cản. Dương Bách Xuyên giơ kiếm đồ long lên. Sau khi vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, hắn còn truyền chân khí lên giáp nhật nguyệt càn khôn, điều chỉnh trạng thái của bản thân đến mức tốt nhất. Chân đi chiến ủng tăng tốc độ 30%, sau khi hắn bước đi hoàn toàn không thể nhìn ra quỹ tích chuyển động của hắn. Dương Bách Xuyên bất ngờ xông tới trước mặt con cóc, kiếm đồ long tỏa ra kiếm khí, chém một nhát lên người con cóc bự. Ộp! Tốc độ cực nhanh, con cóc bự không kịp phản ứng, bị Dương Bách Xuyên chém vào người. Trong tiếng kêu to ộp ộp, con cóc trắng như tuyết bị chém đôi, dòng máu đỏ thẫm chảy ra. Dương Bách Xuyên ngửi thấy mùi hôi thối. May mà hắn nín thở, nếu không sẽ trúng chiêu. Ngoài ra hắn còn hơi sửng sốt,
cứ tưởng ngũ độc của Hắc Hoa bà lợi hại cỡ nào, ai dè bị mình chém đôi. Nhưng nghĩ kỹ thì thấy cũng phải, ngũ độc lợi hại ở độc, tiếc là Dương Bách Xuyên mặc giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn có khả năng chống độc, độ mạnh của ngũ độc không nhằm nhò gì. SS. Đúng lúc này, con rơi tấn công, Dương Bách Xuyên trở tay chém một nhát. Nhưng biến cố xảy ra, Dương Bách Xuyên không ngờ nhát kiếm này nhắm chuẩn con rơi nhưng lại chém vào không khí. Một giây sau hắn mới nhận ra con rơi thu nhỏ cơ thể trong nháy mắt, tránh được một kiếm này. Con rơi vốn to bằng chậu rửa mặt, khi một kiếm chém tới lập tức thu nhỏ bằng bàn tay, biến về kích thước ban đầu lúc Hắc Hoa bà gọi ra. Một kiếm thất bại, Dương Bách Xuyên lập tức cảm thấy không ổn, muốn đối phó nhưng đã muộn. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay bị rơi cắn. Dương Bách Xuyên vừa giận vừa sợ, tay kia lập tức túm lấy con rơi, thôi động chân khí bóp nó thành thịt nát. Nháy mắt đã giết chết hai loài độc, nhưng Dương Bách Xuyên cũng bị rơi cắn. Sau khi Dương Bách Xuyên bị rơi cắn, mặt chợt biến sắc. Hắn không ngờ một con rơi nho nhỏ lại có nọc độc đáng sợ như vậy, chỉ trong một hơi thở đã chạy thẳng đến tâm mạch, đồng thời tràn vào kinh mạch. Hắn dứt khoát phong bế tâm mạch, tuyệt đối không thể để cho nọc độc tiếp tục lan tràn. Sau đó hắn vận chuyển Càn Khôn tạo hóa quyết để luyện hóa nọc độc, nhưng không ngờ tạo hóa quyết không thể luyện hóa. Lần này Dương Bách Xuyên bắt đầu lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chất độc Càn Khôn tạo hóa quyết không thể luyện hóa. Đương nhiên có một chi tiết Dương Bách Xuyên cũng phát hiện ra, đó là Càn Khôn tạo hóa quyết không luyện hóa được nhưng cũng ngăn cản nọc độc không tiếp tục lan tràn. Đầu tiên Dương Bách Xuyên dùng Càn Khôn tạo hóa quyết ngăn chặn chất độc đã xâm nhập tâm mạch, để phòng nọc độc tiếp tục phá hủy tâm mạch. Sau khi nọc độc tiến vào tâm mạch, chân khí trở nên hỗn loạn, không thể vận hành như bình thường. Hơn nữa nọc độc còn không ngừng phản phệ, bắt đầu cắn nuốt chân khí. Đây mới là điểm chí mạng nhất. Dương Bách Xuyên nhíu mày, tạm thời không nghĩ ra cách hóa giải nọc độc trong cơ thể. Cánh tay bị cắn cũng bắt đầu mất cảm giác, kiếm đồ long rơi bộp xuống đất. Dương Bách Xuyên thầm niệm trong lòng, thu kiếm đồ long vào đan điền nuôi dưỡng. Lúc này, tiếng lao sao vang lên bên tai, hắn quay đầu lại thì trông thấy một cảnh tượng đáng mừng. Chỉ thấy con trồn dùng móng vuốt sắc bén chém rắn độc thành mấy khúc rồi ăn luôn. Hai con rối đen trắng cũng chiến đấu xong, ghim con nhện và con rết trên mặt đất. Đến lúc này, trận chiến với ngũ độc của Hắc Hoa bà đã kết thúc. Chuyện buồn duy nhất là Dương Bách Xuyên bị rơi cắn, để lại nọc độc trong người. Có điều Dương Bách Xuyên không lo lắng, hắn tin sư phụ Vân Thiên Tả có biện pháp. Hiện tại hắn vẫn có thể sử dụng chân khí trong cơ thể. Chưa mất sức chiến đấu. Hơn nữa còn có con trồn và hai con rối đen trắng, không phải là hắn không có phần thắng. Tuy nhiên, nếu tiếp tục vận chuyển chân khí thì nọc độc sẽ lan ra toàn thân, sau đó hắn sẽ mất cảm giác, sức chiến đấu bằng không. Vì vậy hiện tại Dương Bách Xuyên phải chống đỡ đòn tấn công của cặp sư đồ Hắc Hoa bà và U Dương Hải Đường. Hắn thầm niệm trong lòng, ra lệnh cho hai con rối đen trắng đi đối phó với U Dương Hải Đường. Còn mình thì dẫn theo con trồn đi về phía Hắc Hoa bà vẫn còn uể oải trong góc đại điện. Khi Dương Bách Xuyên đi tới trước mặt Hắc Hoa bà ta không hề có biểu cảm sợ hãi, trái lại trên gương mặt già nua nhợt nhạt nở nụ cười quỷ dị. Sau đó, bà ta thốt ra một câu khiến Dương Bách Xuyên giận dữ. Hắc Hoa bà nở nụ cười âm u, tiểu tử, cảm giác bị nọc độc xâm nhập vào cơ thể như thế nào, khó chịu không? Ha ha ha! Sau đó cười to lên, tiếp tục nói, ngũ độc được lão thân chăn nuôi là dị chủng được vơ vét từ các vùng đất hoang, nuôi nấng mấy trăm năm, đều là vật cực độc. Ngoại trừ cái này ra, lão thân còn thu thập thi thể cho năm bảo bối, ngày thường lấy độc trị độc để nuôi, đừng nói một nguyên anh sơ kỳ nho nhỏ như ngươi, cho dù là cao thủ nguyên anh hậu kỳ cũng bị các bảo bối của lão thân cắn bị thương, lúc đó dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn nằm sấp xuống cho lão thân. Bây giờ ta cho ngươi một lựa chọn. Hoàn toàn mở ra cấm chế, lão thân giải độc cho ngươi, nếu không cứ chờ chết đi. Sau khi nói xong, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, bổ sung thêm, đúng rồi, chỉ có lão thân có thuốc giải độc, có 102 trên đời này, ha ha. Trong giọng nói của Hắc Hoa bà tràn đầy đắc ý, bộ dáng chắc chắn Dương Bách Xuyên sẽ chịu thua. Lão yêu bà, ngươi cho rằng nọc độc nho nhỏ này có thể khống chế được ta.
chờ tiểu gia giết chết ngươi là có thể lấy được thuốc giải trên người ngươi. Trong lòng của Dương Bách Xuyên biết độc này lợi hại, nhưng sẽ không nhận thua. Bắt ta lấy thuốc giải. Ha ha, vậy ngươi có thể thử. Hắc Hoa bà nở nụ cười ác độc. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, hắn cảm giác lão yêu bà này quá quỷ dị, vẫn nên nhân cơ hội giết chết bà ta. Mặc dù cánh tay trái chết lặng nhưng cánh tay phải vẫn có thể thi triển thần thông thủ bộ, cộng thêm còn có thể sử dụng vảy rồng. Dù sao ngũ độc của bà ta đều đã bị chém giết, Dương Bách Xuyên không tin bà ta còn thủ đoạn khác, cho dù thi triển ra hắn vẫn có thể đỡ được hết. Dương Bách Xuyên, nếu ngươi giết chết lão thân cũng đừng mơ có thể giải được độc. Hắc Hoa bà đã không có thủ đoạn khác, bây giờ bà ta chỉ còn lại hai chỗ dựa duy nhất. Đầu tiên là đồ đệ U Dương Hải Đường, chỉ cần U Dương Hải Đường cướp được sức mạnh từ Sơn Linh La Phù thì bà ta vẫn còn cơ hội. Đáng tiếc lúc này Dương Bách Xuyên đã phái hai con rối đi ngăn cản U Dương Hải Đường cướp đoạt sức mạnh của Sơn Linh La Phù. Chỗ dựa thứ hai là nọc độc rơi mà bà ta đã hạ trên người Dương Bách Xuyên, chỉ có bà ta có thể giải được nọc độc bá đạo này, vì vậy trong lòng mang theo chút may mắn, dùng thuốc giải áp chế Dương Bách Xuyên. Nhưng Hắc Hoa bà tìm lầm đối tượng để dọa. Bởi vì Dương Bách Xuyên không phải là người dễ bị hù dọa, sẽ không cúi đầu, cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu trước kẻ địch. Về nọc độc rơi, mặc dù trong khoảng thời gian ngắn Càn Khôn Tạo Hóa Quyết không luyện hóa được nọc độc, nhưng có thể khống chế sự lan tràn của nọc độc. Hơn nữa, nếu nói về truyền thừa, Dương Bách Xuyên chính là một nhà giàu đời hai. Sư phụ Vân Thiên Tà là thập nhị kiếp tán tiên, là cường giả quát tháo tu chân giới, tu đạo không biết bao nhiêu năm, nắm giữ rất nhiều truyền thừa tu luyện, từ công pháp tu luyện đến thần thông chiến kỹ, đến luyện đan luyện khí, thực sự là nhân vật không gì không biết. Nếu ngay cả Vân Thiên Tà cũng không giải được, hoặc nói cách khác nếu không thể giải quyết được nọc độc của một con rơi ngũ độc, đó mới là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Hắc Hoa bà là cấp bậc gì? Nhiều nhất cũng chỉ là Nguyên Anh trung kỳ. Vì vậy dùng chuyện này để uy hiếp Dương Bách Xuyên, ý định của Hắc Hoa bà chắc chắn phải thất bại. Dương Bách Xuyên nghe thấy Hắc Hoa bà nói vậy, nở nụ cười lạnh lùng, lão yêu bà, ý định của bà chắc chắn phải thất bại, chết đi. Nói xong, Dương Bách Xuyên trực tiếp triệu hồi vảy rồng ra, vảy rồng hóa thành một tia chớp vàng rực, lao về phía Hắc Hoa bà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó, hắn vận chuyển thiểm điện bộ, nâng tay phải thi triển ba thần thông thông bích viên hầu. Trích tinh, lao nguyệt, thâu thiên. Ba thần thông thủ cốt, cái sau cường đại hơn cái trước, dưới sự chống đỡ của chân khí khổng lồ, hóa thành ba móng vuốt to lớn chụp mạnh về phía Hắc Hoa bà. Lão thân liều mạng với ngươi. Hắc Hoa bà nhìn Dương Bách Xuyên không màng tất cả muốn giết chết mình, biết hôm nay không phải Dương Bách Xuyên chết thì người chết sẽ là bà ta. Gầm thét, hơi thở của Hắc Hoa bà tăng mạnh. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, không ngờ được lão yêu bà này lại tự thiêu đốt tinh nguyên, làm tu vi đột phá lên Nguyên Anh hậu kỳ. Tất nhiên loại biện pháp mạnh mẽ đột phá này sẽ phải trả giá bằng tinh nguyên của bản thân. Song việc cho dù không chết cũng lột một tầng ra, ít nhất cũng phải hạ một cảnh giới, hơn nữa sau này tu vi rất khó tăng lên. Vì vậy ở tu chân giới, rất nhiều người tu chân đều biết biện pháp đốt cháy tinh nguyên này, nhưng sẽ không ai làm. Khi đốt cháy tinh nguyên, trong tinh nguyên chính là Nguyên Anh, trong Nguyên Anh lại có thần hồn, tương đương với việc đốt cháy cả thần hồn, loại thống khổ này không phải người bình thường có thể thừa nhận. Đốt cháy tinh nguyên phải có dũng khí rất lớn mới có thể làm được. Dương Bách Xuyên nghĩ đến đây, trong lòng cũng không thể không tán thưởng lão yêu bà Hắc Hoa là kẻ tàn nhẫn. Nhưng vậy thì sao chứ? Hôm nay người có làm gì ta cũng sẽ giết chết không tha. Vảy rồng bay đến, lại lóe lên ánh sáng vàng rực, trong miệng của Hắc Hoa bà phát ra một tiếng thét dài nặng nề. Nâng tay lên mạnh mẽ tát mạnh về phía vảy rồng. Bịch! Dương Bách Xuyên không nghĩ đến một bàn tay của Hắc Hoa bà lại có thể đánh bay vảy rồng của chính mình ra ngoài. Quả nhiên cảnh giới tu đạo, một cảnh không khác gì một đời. Dương Bách Xuyên thầm cảm thán trong lòng. Lúc này ba thần thông thủ cốt của hắn cũng dừng trên đỉnh đầu của Hắc Hoa bà. Hừ! Chỉ thấy Hắc Hoa bà nâng tay lên, ngay lập tức năng lượng cường đại của chân khí tụ lại trên tay của bà ta giống như một mặt trời nhỏ, trực tiếp va chạm với thần thông thủ cốt của hắn.
Ầm ầm ầm. Tiếng va chạm thật lớn vang vọng trong cả đại điện. Dương Bách Xuyên thấy rõ, Hắc Hoa bà hóa giải được ba thần thông thủ cốt của hắn, mặt không biểu tình, nhưng thật ra thân thể của bà ta đang nhẹ nhàng run lên. Lúc này không ra tay còn chờ khi nào? Dương Bách Xuyên động chân, giơ nắm tay hung ác đấm về phía trước mặt của Hắc Hoa bà, nhân lúc Hắc Hoa bà đang yếu thế hắn tấn công luôn, không chi bà ta bất cứ cơ hội thở dốc nào. Mặc dù biết lão yêu bà mạnh mẽ đột phá tu vi lên Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn dám đánh bừa, bởi vì biết Nguyên Anh hậu kỳ của bà ta không chắc chắn. Từ trước đến nay tu hành không có lối tắt, mỗi một bước đột phá đều rất gian nan. Mạnh mẽ đột phá tu vi nhưng đó cũng không phải là Nguyên Anh hậu kỳ chân chính, vì vậy nên Dương Bách Xuyên mới dám chống chọi với lão yêu bà, nếu là Nguyên Anh hậu kỳ chân chính hắn mới có thể kiêng kỵ. Một quyền mang theo lực lượng khủng bố, Dương Bách Xuyên dùng hết toàn lực, ở trong suy nghĩ của hắn, chém giết là dùng toàn lực đánh nhau. Đến đúng lúc lắm, lão thân tiễn ngươi một đoạn đường. Hắc Hoa bà thấy Dương Bách Xuyên lao đến, cũng không hoảng loạn, giơ đôi tay khô kiệt đón nhận một quyền của Dương Bách Xuyên. Ầm đùng. Sau một tiếng vang lớn, giữa hai người cũng nổi lên gợn sóng thật lớn. Rắc rắc. Rắc rắc. Hai tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên hơi tái nhợt, lùi lại sau mấy bước, toàn bộ cánh tay phải rũ xuống, hắn biết xương tay của mình bị chặt đứt. Nhưng lần giao chiến này Hắc Hoa bà cũng không chiếm được thắng lợi, hai tiếng đứt gãy, hiển nhiên một tiếng trong đó là của Hắc Hoa bà. Chít! Khi Dương Bách Xuyên đang lùi về sau, một tiếng thét bén nhọn vang lên bên tai hắn, liếc nhìn thì thấy chồn nhỏ hóa thành một tia sáng lao nhanh về phía, tốc độ còn nhanh hơn hắn một bậc. A xúc sinh! Dương Bách Xuyên trợn mắt há mồm. Lại phát hiện chồn nhỏ thành công trong một đòn. Chít chít! Chỉ thấy móng vuốt nhỏ của chồn nhỏ giống như que xiên hồ lô, đâm thủng một Nguyên Anh. Cái này, Dương Bách Xuyên ngơ ngác nhìn Nguyên Anh của lão yêu bà trên móng vuốt của chồn nhỏ, trong lòng kêu rên. Nếu biết trước chồn nhỏ có thể giết chết đối phương trong một kích, việc gì ta phải mạo hiểm nọc độc khuếch tán trong cơ thể a. Rắc rắc. Khóe miệng của Dương Bách Xuyên co giật, thấy chồn nhỏ cắn nuốt Nguyên Anh của Hắc Hoa bà, trong miệng phát ra âm thanh giòn tan. Con mẹ nó đó là ngươi. Dương Bách Xuyên vẫn không thích ham mê ăn người này của chồn nhỏ, tất nhiên chỉ ăn Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh cũng là người phiên bản bỏ túi. Bịch. Một tiếng ngã nặng nề va chạm với mặt đất, thi thể của Hắc Hoa bà phát ra âm thanh làm cho Dương Bách Xuyên cảnh giác. Nhìn trên ngực của thi thể bà ta xuất hiện một động máu, đến tận lúc này Dương Bách Xuyên vẫn chưa hiểu chồn nhỏ làm được vậy kiểu gì. Hắn liều sống liều chết, cánh tay trái bị con rơi cắn một ngụm mất đi chi giác, cánh tay phải gãy xương cũng không xử lý được Hắc Hoa bà, lại bị một đòn của chồn nhỏ trực tiếp móc ra Nguyên Anh, thuận tiện cắn nuốt. Chít chít chít. Chồn nhỏ phát ra âm thanh vui sướng, nhảy lên bả vai của Dương Bách Xuyên, giống như tranh công, lại còn liếm khóe miệng. Dương Bách Xuyên thấy vậy cả người rất không thoải mái. Dương Bách Xuyên đang định răn dạy chồn nhỏ làm nó sửa lại ham mê cắn nuốt Nguyên Anh, đột nhiên cảm thấy, ngồi bệt xuống mặt đất. Hắn biết vừa rồi đánh nhau với lão yêu bà, sau khi thúc giục chân khí ra tốc vận chuyển nọc độc trong cơ thể, nên bây giờ bị phản phệ, cả cơ thể đều chết lặng. Sư phụ, độc trong cơ thể con giải kiểu gì? Dương Bách Xuyên kêu gọi sư phụ Vân Thiên Tà. Tiểu tử thối, đừng gào, không chết được, Vân Thiên Tà mắng. Nhưng Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ mắng, ngược lại yên tâm, nghe giọng điệu không chết được của sư phụ liền biết ông có biện pháp. Vội vàng nói, bây giờ kỳ kinh bát mạch trên người con đều là nọc độc, thân thể không thể động đậy nổi, ngay cả càn khôn tạo hóa quyết cũng không luyện hóa được độc này. Phương pháp chăn nuôi ngũ độc của Hắc Hoa bà là chăn nuôi huyết tế cổ xưa, đầu tiên bản thân bà ta là một cơ thể độc. Dùng tinh huyết của bản thân nuôi nấng ngũ độc, dễ dàng sai khiến, vì vậy hóa giải độc rất đơn giản, uống sạch máu của Hắc Hoa bà thì có thể giải độc. Vân Thiên Tà nói. Dương Bách Xuyên nghe vậy không còn gì để nói, a bảo con uống máu của lão yêu bà để giải độc. Cái này, cũng quá ghê tởm, không còn cách khác sao. Dương Bách Xuyên nhìn mặt già như cúc hoa của Hắc Hoa bà liền cảm giác không khỏe, cũng hiểu ra vì sao lúc trước bà ta nói chỉ có bà ta mới có thể giải được độc rơi. Thì ra thuốc giải là máu của chính bà ta. Nghĩ lại cũng đúng,
vạn vật trên thế gian đều chú ý cân bằng âm dương, tương sinh tương khắc. Hắc Hoa bà dùng tinh huyết nuôi nấng ngũ độc, như vậy máu của bà ta có thể giải được độc của ngũ độc. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, Vân Thiên Tà lạnh lùng hừ một tiếng, tiểu tử thối, vi sư có hơn trăm cách có thể giải độc, nhưng lại yêu cầu thời gian. Nếu ngươi có thể chờ, vậy không cần uống hết huyết tinh của Hắc Hoa bà, nhưng vi sư nhắc nhở ngươi, nhân lúc máu của bà ta chưa lạnh, muốn giải độc thì uống lên, nếu không muốn chịu khổ. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất rối rắm, bảo hắn uống máu của lão yêu bà thật sự không hạ miệng được, trong lòng rất không khỏe. Rầm rầm. Đúng lúc này, đại điện vang lên tiếng rung chuyển, Dương Bách Xuyên quay đầu nhìn lại, là hai con rối đen trắng bị U Dương Hải Đường đánh bay. Lúc này hơi thở của U Dương Hải Đường không giống bình thường, tràn ngập hơi thở cường đại của thần hồn, hiển nhiên bà ta đã có được sức mạnh của linh hồn La Phù, hai con rối đen trắng đã không phải đối thủ của bà ta. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên cắn răng nói với chồn nhỏ, qua đó hỗ trợ không cần ham chiến, trước tiên hãy giữ chân U Dương Hải Đường cho ta. Chít chít. Chồn nhỏ kêu lên, lao đến chỗ U Dương Hải Đường, dây dưa với bà ta. Mặc dù hai con rối đen trắng bị U Dương Hải Đường đánh bay nhưng vẫn chưa thua, vẫn nhào về phía U Dương Hải Đường. U Dương Hải Đường thu hồi ánh mắt, trong lòng chua xót nói thôi, cứ coi như đang uống thuốc, không phải uống máu. Nói xong chậm rãi đi đến bên cạnh thi thể của Hắc Hoa bà, nắm cánh tay của bà ta, nhắm chặt mắt, cắn xuống cánh tay của bà ta, bắt đầu tự hút máu. Sau khi hút khô máu của lão yêu bà, Dương Bách Xuyên cố nén cảm giác nôn mửa, hỏi sư phụ, thi thể của lão yêu bà không còn máu nữa, có đủ để con giải độc chưa? Ngay sau đó Vân Thiên Tà nói, thật ra hút ba ngụm là đủ, việc gì phải uống no căng, còn nói khó chịu, vi sư cảm thấy con cũng rất thích. Nghe sư phụ nói vậy, trong lòng Dương Bách Xuyên phát ra âm thanh như thủy tinh vỡ vụn, cuối cùng không nhịn được, cổ họng ghê tởm, nổi da gà muốn nôn. Uẹ uẹ uẹ. Sau khi nôn ra, Dương Bách Xuyên có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, gầm lên mắng, lão già thối, tại sao người không nói sớm? Vân Thiên Tà dùng giọng điệu tức chết người không đền mạng, nói con không hỏi ta. Dương Bách Xuyên nghẹn lời, con. Được rồi, Dương Bách Xuyên tuyệt đối không thể tiếp tục nói chuyện phiếm với sư phụ, nói thêm câu nữa hắn sẽ hộc máu, nhìn xuống cảm giác quay cuồng ghê tởm muốn nôn trong dạ dày. Dương Bách Xuyên hít một hơi thật sâu, khoanh chân bắt đầu điều dưỡng thân thể. Mặc dù máu của Hắc Hoa rất ghê tởm, nhưng không thể nghi ngờ rất hữu dụng, hắn cảm nhận được nọc độc trong kỳ kinh bát mạch đang bắt đầu biến mất. Bên kia chồn nhỏ và hai con rối đang đối chiến với U Dương Hải Đường, vẫn còn kẻ địch chưa giải quyết, không còn nhiều thời gian cho Dương Bách Xuyên và sư phụ đấu võ mồm. Vài phút sau, Dương Bách Xuyên mở hai mắt, tất cả nọc độc trong cơ thể đều được hóa giải. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn về giữa sân, chỉ thấy khắc văn trên người hai con rối ảm đạm đi rất nhiều. Hắn biết bởi vì linh thạch trong cơ thể hai con rối bị tiêu hao gần hết, cộng thêm thường xuyên bị U Dương Hải Đường áp chế gắt gao, nếu không phải thân thể của con rối cao cấp không giống bình thường, nó đã bị U Dương Hải Đường đánh sấp xuống. Ngược lại chồn nhỏ và U Dương Hải Đường đánh ngang tay, thân thể nho nhỏ hóa thành tia sáng vàng, giống như tinh linh, quay xung quanh U Dương Hải Đường. Để lại từng vết cào trên người bà ta. Ở trong mắt của Dương Bách Xuyên, chỉ cần chồn nhỏ đến gần được, móng vuốt sắc bén của nó sẽ để lại miệng vết thương đỏ thẫm đáng sợ trên người U Dương Hải Đường, làm cho U Dương Hải Đường tức giận kêu to. Nhưng chồn nhỏ có thiên phú dị bẩm, đi vào Sơn Hải giới gặp nạn không chết, sau khi cắn nuốt một lượng thiên tài địa bảo khổng lồ, huyết mạch tiến hóa lần thứ hai. Bây giờ ngay cả chủ nhân như Dương Bách Xuyên cũng không rõ lắm thực lực và thiên phú của chồn nhỏ. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng phát hiện một loại lực lượng chưa bao giờ thấy ở trên người của U Dương Hải Đường, có lẽ nó có liên quan đến cấm chế trong linh hồn La Phù, làm Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được sự liên hệ nào đó giữa U Dương Hải Đường và cấm chế. Lập tức đứng dậy, lẩm bẩm, đã đến lúc kết thúc. Dứt lời, Dương Bách Xuyên tạo pháp quyết. Trong lòng mặc niệm pháp môn được La Phù đạo quân truyền thụ, chuẩn bị mở ra cấm chế, giải quyết triệt để linh hồn La Phù trong cấm chế. Còn U Dương Hải Đường, hắn tin tưởng một khi linh hồn La Phù trong cấm chế bị áp chế, cắt đứt liên hệ với bà ta sẽ đền tội.
Dương Bách Xuyên chưa bao giờ quên khoảng thời gian bị người phụ nữ này đuổi giết như chó nhà có tang, mối thù này được ghi tạc vào trong lòng. Phất tay, tung pháp quyết đánh lên trên cấm chế. Grao grao grao. Ngay lập tức trong cấm chế vang lên tiếng gầm giận dữ của linh hồn La Phù, mang theo sự thống khổ. Lúc này Dương Bách Xuyên có thể xác định pháp môn mà La Phù đạo quân truyền thụ cho hắn, ngoại trừ dùng để mở cấm chế phong ấn, còn có hiệu quả trấn áp linh hồn La Phù. Có lẽ mấy vạn năm trước La Phù đạo quân cũng đã biết trước núi La Phù sẽ sinh ra một linh hồn La Phù mới, có lẽ cũng đoán trước được sẽ có cục diện hôm nay. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên tràn ngập tò mò và kính sợ với nhân vật cỡ La Phù đạo quân. Lúc này trong cấm chế vang lên tiếng gầm giận dữ rung trời, linh hồn La Phù bên trong tràn ngập thống khổ, Dương Bách Xuyên tiếp tục tăng nhanh tốc độ pháp quyết. U Dương Hải Đường mất đi sức mạnh của linh hồn La Phù, ngay lập tức bị móng vuốt của chồn nhỏ cắt đứt một tay, phát ra tiếng hét thảm thiết. Bà ta cực kỳ oán hận nhìn Dương Bách Xuyên, khóe miệng chảy máu, gầm lên, Dương Bách Xuyên, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Hủy tiền đồ tu đạo của ta, giết sư phụ ta, thù này không đội trời chung, ta nguyền rủa ngươi. U Dương Hải Đường dùng lời lẽ bén nhọn nguyền rủa Dương Bách Xuyên, ở trong lòng bà ta, Dương Bách Xuyên đã hủy diệt tất cả của bà ta. Là Dương Bách Xuyên giết Giản Thành, cháu trai của Giản Hóa Phàm M. Dương Tông, hại bà ta mất đi vị trí thành chủ thành Chiêu Giao, bây giờ Dương Bách Xuyên lại giết chết sư phụ của bà ta. Lúc này Dương Bách Xuyên lại cắt đứt liên hệ giữa bà ta và linh hồn La Phù, không có sự chống đỡ của linh hồn La Phù, U Dương Hải Đường biết bà ta không phải đối thủ của Dương Bách Xuyên. Chưa nói đến Dương Bách Xuyên, ngay cả con trồn tầm bảo của Dương Bách Xuyên bà ta cũng không đấu lại nổi. U Dương Hải Đường tuyệt vọng, trong lòng dâng lên một suy nghĩ tự nổ nguyên anh. Trong lời nói nguyền rủa Dương Bách Xuyên, trên mặt của U Dương Hải Đường nở nụ cười lạnh lẽo, oán hận tiếp tục nói. Linh hồn La Phù, U Dương Hải Đường trả giá mạng sống trợ giúp ngươi thoát khỏi bao vây, giết chết Dương Bách Xuyên thay ta. Vừa dứt lời, Dương Bách Xuyên cảm thấy không đúng, hắn phát hiện hơi thở trên người U Dương Hải Đường tăng vọt trong nháy mắt, trong lòng cả kinh, vội vàng hét to nói với chồn nhỏ, hương hương, lui lại. Dương Bách Xuyên thấy hơi thở trên người bà ta tăng lên, hắn rất quen thuộc loại cảm giác này, là dấu hiệu tự nổ nguyên anh. Vì vậy vội vàng làm chồn nhỏ không cần dây dưa, nhanh chóng lui về sau. Ầm đùng. Trong lúc Dương Bách Xuyên nhắc nhở chồn nhỏ, Dương Hải Đường hướng đến cấm chế, tự nổ nguyên anh. Ngay lập tức giữa sân vang lên tiếng nổ rung trời đinh tai nhức óc, cách thật xa Dương Bách Xuyên vẫn bị năng lượng khổng lồ cuốn vào, ngay lập tức thân thể bay ngược ra ngoài. Âu Dương Hải Đường tự nổ nguyên anh, uy lực vượt xa sức tưởng tượng của Dương Bách Xuyên. Chưa kịp lấy lại phản ứng đã bị uy lực của vụ nổ nguyên anh lan đến, bay ngược ra ngoài. Cũng may chỉ là dư âm, mục đích của tự nổ của U Dương Hải Đường cũng không phải là hắn, bà ta muốn nổ tung cấm chế, thả linh hồn La Phù ra ngoài. Nhưng nói đi nói lại, nếu mục đích tự nổ của U Dương Hải Đường là hắn, Dương Bách Xuyên cũng sẽ không để bà ta lại gần, có lẽ U Dương Hải Đường thấy rõ điểm này nên mới trực tiếp nổ cấm chế. Khí huyết quay cuồng trong cơ thể. Dương Bách Xuyên bị sóng năng lượng cường đại va chạm đánh mạnh lên trên tường, lau vết máu trên miệng, sau đó đứng dậy. Chồn nhỏ sau khi lấy lại tinh thần, Dương Bách Xuyên nghĩ đến chồn nhỏ hương hương, bởi vì chồn nhỏ đứng gần U Dương Hải Đường nhất. Chít! Cũng may, âm thanh suy yếu của chồn nhỏ vang lên ở một góc trong đại điện. Dương Bách Xuyên thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng lắc mình qua đó, lại thấy lông tóc trên người chồn nhỏ bị đốt gần như không có. Trên người có nhiều lỗ máu, thất khiếu chảy máu, hiển nhiên bị lan đến chịu ảnh hưởng mạnh. Vung tay lên vội vàng đút cho chồn nhỏ hai giọt nước sinh mệnh, chỉ cần không chết, cho dù vết thương nghiêm trọng đến mấy cũng có thể bị nước sinh mệnh chữa khỏi. Sau khi uống nước sinh mệnh, rất nhanh trong cơ thể của chồn nhỏ bắt đầu sinh ra sức sống cường đại, Dương Bách Xuyên yên tâm, thu chồn nhỏ vào không gian hồ càn khôn. Vừa quay đầu về sau thì thấy hai con rối đen trắng nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên cũng bị uy lực tự nổ nguyên anh của U Dương Hải Đường phá hủy năng lượng còn thừa, cũng may là con rối cao cấp nên không hư hỏng gì, chỉ bị hao gần hết linh khí. Dương Bách Xuyên cũng thu hai con rối lên. Bản thân Dương Bách Xuyên không gặp trở ngại gì, trên người mặc giáp Nhật Nguyệt Càn Khôn, hơn nữa cách hắn khá xa, nhìn như bị lan đến. Nhưng ngoại trừ khí huyết trong cơ thể không ổn ra cũng không có gì không khỏe.
Lúc này Dương Bách Xuyên nhìn về phía kết giới cấm chế ở giữa đại điện, kết giới vẫn tồn tại, nhưng khác ở chỗ ánh sáng của kết giới vô cùng ảm đạm, cũng không bị vụ nổ nguyên anh của U Dương Hải Đường phá hủy. Điều này làm cho Dương Bách Xuyên yên tâm không ít. Dù sao U Dương Hải Đường đã bị tan thành cho bụi, ngay cả một góc áo cũng không còn. Kết giới cấm chế cũng không bị nổ tung, Dương Bách Xuyên vẫn chiếm thế thượng phong. Nếu bị vụ nổ nguyên anh của U Dương nổ tung, đến lúc đó linh hồn La Phù sẽ không chịu sự khống chế của hắn, muốn đối phó cũng khó. Nếu chính hắn mở ra cấm chế, vậy mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay, cho dù linh hồn La Phù bên trong có biến, hắn cũng có thời gian đối phó. Trong lòng nghĩ như vậy, đi lên phía trước, chuẩn bị tiếp tục thi triển pháp môn được La Phù đạo quân truyền thừa để mở cấm chế ra. Trong quá trình mở cấm chế, linh hồn La Phù bên trong sẽ bị áp chế hoàn toàn. Nhưng trong lúc hắn vừa mới chuẩn bị, một âm thanh giống như tiếng vỡ vụn của thủy tinh vang vọng trong toàn bộ đại điện. Rắc rắc. Trong lòng cả kinh, Dương Bách Xuyên biết chuyện không ổn, cấm chế hoàn toàn vỡ vụn. Quả nhiên kết giới biến mất ngay trong tầm mắt. Grao. Một tiếng gầm rú như sấm vang lên. Sau khi kết giới biến mất, giữa đại điện xuất hiện một tế đàn rộng hơn 100 mét vuông, trên tế đàn là một tòa cung điện kim bích huy hoàng. Tổng thể cũng không lớn lắm, hơn 100 mét vuông, cao tầm 3 trượng. Cửa hông của cung điện nằm trên điện La Phù. Dương Bách Xuyên biết lần này mới là điện La Phù chân chính, hoặc nói cách khác đây là trung tâm chí bảo của không gian núi La Phù. Cửa lớn của cung điện hướng về phía hắn, lúc Dương Bách Xuyên đi qua, cảnh cổng cao 3 mét của cung điện đột nhiên mở ra. Tiếng gầm vừa rồi truyền ra từ bên trong tòa cung điện này. Lúc này cả tòa cung điện sáng lấp lánh, lúc cửa lớn mở ra, tiếng gầm dừng lại, ngay sau đó một quái vật hình người đi ra từ bên trong. Nói là quái vật, bởi vì Dương Bách Xuyên nhìn thấy một sinh vật đầu ngựa thân người, vô cùng quái dị. Diện mạo này làm nhớ đến Dương Bách Xuyên thú nhân đầu ngựa từng nhìn thấy ở Sơn Hải Giới, càng nhìn càng giống. Không nghĩ đến linh hồn La Phù được núi La Phù dựng dục ra lại là người đầu ngựa, có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không quá kinh ngạc. Phải biết rằng nơi này là Sơn Hải Giới, một thế giới tu chân, tồn tại cả yêu tộc, xuất hiện một linh hồn La Phù như vậy cũng không có gì kỳ quái. Lúc này linh hồn La Phù chậm rãi đi ra từ trong đại điện. Dương Bách Xuyên có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở vô hình tản ra từ trên người hình người đầu ngựa kia, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Đúng lúc này, lão quỷ bị trọng thương hiện lên, giọng điệu khẩn trương, dù suy yếu nhưng mang theo sự gấp gáp, nói với Dương Bách Xuyên, thiếu chủ nhân, linh hồn La Phù đang dung hợp với toàn bộ núi La Phù, chúng ta cần phải ngăn cản hắn, nếu không chờ hắn dung hợp thành công, đến lúc đó sẽ là ngày chết của chúng ta. Ở núi La Phù, linh hồn La Phù có thể điều động sức mạnh của tiểu thế giới La Phù, đến lúc đó không ai có thể địch nổi hắn. Giọng điệu của lão quỷ vô cùng nôn nóng. Dương Bách Xuyên nghe vậy trong lòng cũng rất căng thẳng, lúc này mới hiểu hơi thở vô hình phát ra từ người đầu ngựa, hay nói cách khác là linh hồn La Phù là từ đâu ra. Biết lão quỷ nói không sai, lập tức tạo pháp quyết, vận chuyển pháp môn của La Phù đạo quân lên điện La Phù. Người đầu ngựa nổi giận, gầm lên, tìm chết. Trên người hắn ta phát ra một đạo ánh sáng, hóa thành mũi tên nhọn bay vụt về phía Dương Bách Xuyên. Trong lúc thi triển pháp quyết, Dương Bách Xuyên vẫn cảm nhận được sức ảnh hưởng của pháp môn đối với người đầu ngựa. Sau khi thi triển pháp môn, cảm nhận được hơi thở đang khuếch tán ra ngoài của người đầu ngựa đã dừng lại, hoặc nói cách khác bị Dương Bách Xuyên cắt đứt, làm linh hồn La Phù vô cùng giận dữ. Mũi tên ánh sáng mang theo hơi thở cường đại làm Dương Bách Xuyên có chút hãi hùng khiếp vía. Hình như hơi thở của mũi tên này đã vượt qua thuộc tính ngũ hành, không phải là lực lượng đơn thuần, ngược lại mang theo lực lượng cường đại của thần hồn. Dương Bách Xuyên phát hiện hơi thở thần hồn trên mũi tên của người đầu ngựa còn mạnh hơn lực lượng thần hồn của hắn, vội vàng lấy kiếm đổ long ra chém. Keng! Kiếm khí chém xuống mũi tên phát ra âm thanh nặng nề, nhưng mũi tên này vẫn hướng về phía Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng rất kinh ngạc. Tiểu tử thối! Đây là mũi tên thần hồn, dùng lực lượng linh khí để đối phó không có hiệu quả, phải dùng thần hồn. Đúng lúc này trong đầu của Dương Bách Xuyên vang lên âm thanh của sư phụ Vân Thiên Tà, cảm giác được sư phụ nói chuyện, đồ án hồ càn khôn trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên nóng lên,
không tự chủ được vung tay đối đầu với mũi tên thần hồn của người đầu ngựa. Ngay sau đó Dương Bách Xuyên cảm thấy đầu ngón tay nóng lên, một dòng khí bay vụt ra ngoài. Ầm. Dương Bách Xuyên còn chưa kịp thấy rõ, mũi tên thần hồn sắp bay đến đã bị vỡ nứt, biến mất không thấy. Dương Bách Xuyên cảm giác được sư phụ vừa ra tay. Có một điều quỷ dị là đồ án hồ càn khôn trên cánh tay trái vẫn nóng lên. Dương Bách Xuyên hỏi sư phụ, hồn càn khôn coi trọng con ngựa này. Ha ha, vậy con tưởng sư phụ ra tay hả? Nói đến cùng người đầu ngựa này là tinh nguyên thiên địa, là năng lượng thuần tịnh. Loại tinh linh này có lực lượng vô cùng thuần túy cao cấp, hồ càn khôn muốn thăng cấp, lực lượng yêu cầu càng ngày càng cao cấp. Lực lượng linh thạch bình thường đã không thỏa mãn được sức ăn uống của hồ càn khôn, bây giờ người đầu ngựa này xuất hiện rất hợp với khẩu vị của hồ càn khôn. Con nghĩ cách tiếp cận người đầu ngựa này, chỉ cần con có thể chạm đến con ngựa này, hồ càn khôn có thể trấn áp hắn. Nghe sư phụ nói vậy, hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực, có lẽ đua lực lượng thần hồn thì hắn thua người đầu ngựa này, nhưng nếu đến gần chạm vào con ngựa này, đối với Dương Bách Xuyên đây không phải là việc khó. Dương Bách Xuyên nói với lão quỷ bên cạnh, lão quỷ, ta nghĩ cách kiềm chế con ngựa này, người tìm cơ hội đi vào trong điện. Sau đó có thể trở thành sơn linh chân chính của núi La Phù hay không phải xem tạo hóa của chính ngươi. Sắc mặt của lão quỷ hơi nghiêm lại, vội vàng nói cảm ơn thiếu chủ nhân, chỉ cần lão hủ có thể đi vào trong điện thì có thể thay thế, khống chế núi La Phù. Đến lúc đó lão hủ sẽ trợ giúp thiếu chủ nhân luyện hóa núi La Phù này. Được, ta ra tay, ngươi tự tìm cơ hội. Dương Bách Xuyên nói xong, thúc giục chân khí trong cơ thể. Sau đó vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Người đầu ngựa hoặc nói cách khác linh hồn La Phù, mặc dù là tinh linh của một tiểu thế giới, nhưng cũng vừa mới ra khỏi cấm chế, còn chưa thực sự nắm giữ toàn bộ núi La Phù, cũng không sử dụng được toàn bộ lực lượng của tiểu thế giới. Nếu Dương Bách Xuyên đánh bừa, dựa tốc độ đối phó với người đầu ngựa, đối phó cũng không khó. Khi Dương Bách Xuyên lao về phía người đầu ngựa, lão quỷ cũng theo sát phía sau. Người đầu ngựa giống như người gác cổng canh giữ trước cổng của đại điện, làm một tinh linh được dựng dục vạn năm, hiển nhiên hắn ta có trí tuệ, cũng hiểu rõ hậu quả nếu để lão quỷ xông vào đại điện. Vì vậy từ lúc xuất hiện hắn ta đã có ý thức canh giữ ở cửa không có ý định ra ngoài. Mục đích của Dương Bách Xuyên rất đơn giản, tiếp cận người đầu ngựa, sau đó chỉ cần hắn có thể chạm tay vào người đầu ngựa, hồ càn khôn sẽ tự hấp thu cắn nuốt con ngựa này. Dù sao đều là kẻ địch. Không phải sinh linh thực sự có máu thịt, Dương Bách Xuyên không có bất cứ áp lực nào. Growl. Lúc thân hình của Dương Bách Xuyên biến mất, người đầu ngựa gầm lên giận dữ. Dương Bách Xuyên hóa thành tia chớp, gần như không nhìn rõ được thân ảnh, làm người đầu ngựa không xác định được địa điểm. Mục đích quan trọng nhất của Dương Bách Xuyên là đến gần người đầu ngựa, nhưng cũng biết con súc sinh này rất khó đối phó, vì vậy hắn định thử tấn công trước rồi tìm cơ hội. Động ý niệm, vảy rồng bay từ trong đan điền ra, trong nháy mắt đã bay vọt đến trước người đầu ngựa, tiếp theo dùng ba thần thông thủ bộ đánh qua. Growl growl growl. Người đầu ngựa nhìn thấy Dương Bách Xuyên tấn công mình, gầm lên, tiếng gầm như đang cười nhạo Dương Bách Xuyên không biết lượng sức. Chỉ thấy trên người của hắn ta phát ra bốn tia sáng lập lòe bắn ra, không nhiều không ít vừa đủ để đánh với vảy rồng và ba thần thông thủ bộ của Dương Bách Xuyên. Ầm ầm đùng đùng. Sau những tiếng chấn động nặng nề, công kích của Dương Bách Xuyên bị hóa giải trong một chiêu. Dương Bách Xuyên đã đoán trước được điều này, nhưng hắn cũng đã đạt được mục đích. Lúc người đầu ngựa hóa giải đòn tấn công của hắn, hắn đã lắc mình đến gần cách người đầu ngựa 3 mét. Dương Bách Xuyên chỉ kiêng kỵ kim quang bộc phát ra từ trên người của người đầu ngựa, loại quang mang giống như thiên phú thần thông này mang lại cảm giác khó có thể phòng bị. Nhưng Dương Bách Xuyên cũng quan sát được. Loại phương thức tấn công đặc thù này của người đầu ngựa cần phải có thời gian ấp ủ, trong lòng tính toán, chỉ cần hắn đến gần được phạm vi bán kính 1 mét thì hồ càn khôn có thể hấp thụ thành công. Dương Bách Xuyên đã có chuẩn bị trước cho việc này, cầm kiếm đồ long, điều động 3 phần kiếm khí huyền hoàng ra, chém xuống người đầu ngựa. Growl growl. Có lẽ người đầu ngựa cảm thấy sự lợi hại của kiếm khí huyền hoàng, ngửa mặt lên trời thét dài, hộc ra một dòng khí hùng hậu. Đánh về phía kiếm khí huyền hoàng của Dương Bách Xuyên. Ầm đùng. Tiếng vang rung trời,
giữa sân nổi lên năng lượng cường đại, linh khí trời đất nổ tung giống như mây nấm. Dương Bách Xuyên đã có chuẩn bị trước, né tránh năng lượng cường đại lan đến, thấy được thân mình của người đầu ngựa hơi chấn động, chứng minh hắn ta bị dư âm cường đại lan đến. Chính là lúc này, Dương Bách Xuyên di chuyển chân, lao đến phạm vi cách người đầu ngựa 1 mét, hồ càn khôn trên cánh tay trái càng thêm nóng rực, càng tỏa sáng. Cuối cùng tay trái cũng chạm vào cổ của người đầu ngựa. Người đầu ngựa gầm lên giận dữ, growl. Nhưng Dương Bách Xuyên lại nhếch miệng cười, nói thầm, nghiệp chướng, muốn phản kích đã muộn rồi. Lúc này đồ án hồ càn khôn trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên phát ra ánh sáng cực nóng chói mắt, một dòng khí cuồn cuộn bốc lên cao. Growl. Ngay sau đó là âm thanh than khóc hoảng sợ của người đầu ngựa. Hiển nhiên người đầu ngựa đã cảm nhận được lực lượng khủng bố của hồ càn khôn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được lực lượng khổng lồ không ngừng bị hồ càn khôn hấp thu, cười ha ha nói với lão quỷ, vào cung điện đi. Vâng vâng vâng, lão quỷ tận mắt nhìn thấy đồ án quỷ dị xuất hiện trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên, cũng cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ của hồ càn khôn, thực sự làm ông ta kinh hồn táng đảm, bây giờ mới hiểu được Dương Bách Xuyên không đơn giản. Mặc dù lão quỷ không biết đồ án quỷ dị cổ xưa trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên đại biểu cho cái gì, nhưng lại biết nếu Dương Bách Xuyên dùng nó để đối phó với ông ta sẽ không có bất cứ sức phản kháng nào. Ngay cả linh hồn La Phù cường đại như người đầu ngựa cũng bị năng lượng của đồ án trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên hấp thu vào trong nháy mắt. Tận mắt nhìn thấy thân thể của người đầu ngựa khô quắt, lão quỷ giận người, cũng thầm may mắn lựa chọn Dương Bách Xuyên, nếu không, ông ta cũng không dám tưởng tượng tiếp. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ và phức tạp, lão quỷ nhảy vào trong đại điện với mong muốn trở thành linh hồn trung tâm của Chí Bảo La Phù. Ngược lại Dương Bách Xuyên giống như một người ngoài cuộc, vươn cánh tay tùy ý hồ càn khôn cắn nuốt người đầu ngựa, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng quỷ dị. Nói đi nói lại, hồ càn khôn là pháp bảo của hắn đúng không? Nhưng đến tận bây giờ Dương Bách Xuyên vẫn không hiểu hết được mọi thứ của hồ càn khôn. Mỗi một lần hồ càn khôn thăng cấp, không gian hồ càn khôn cũng biến hóa theo, nhưng Dương Bách Xuyên lại không cảm thụ được sự biến hóa này. Từ lúc có được hồ càn khôn đến nay, hồ càn khôn đã thăng cấp rất nhiều lần, nhưng mỗi lần thăng cấp chủ nhân là hắn lại không cảm thụ được rõ ràng, thậm chí không cảm thụ được, chỉ có đi vào mới biết được sự biến hóa bên trong. Nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được mỗi lần hồ càn khôn thăng cấp cần hấp thu năng lượng, cũng chỉ thế mà thôi. Đối với chí bảo thần bí như hồ càn khôn, Dương Bách Xuyên không có quá nhiều hiểu biết, chính hắn cũng không biết đây là tốt hay xấu. Hắn chỉ có thể biết được sự tồn tại của sư phụ Vân Thiên Tà, biết rõ thần hồn của sư phụ bị nhốt trong hồ càn khôn, nhưng sau khi đi vào không gian hồ càn khôn, hắn lại không nhìn thấy sự tồn tại của sư phụ. Còn có 2 chí bảo vô thượng xuất hiện trong hồ càn khôn, nước sinh mệnh và cây linh đào, hắn cũng không biết tại sao lại có được 2 thứ đó, đến bây giờ vẫn có cảm giác không chân thật. Nhưng nói tới nói lui, từ sau khi có được hồ càn khôn, hắn vẫn luôn nhận được ích lợi, không có bất cứ thương tổn nào, đây là điểm làm yên tâm nhất Dương Bách Xuyên. Trong lúc suy nghĩ lung tung, đột nhiên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên chấn động, cảm giác cực nóng và ánh sáng chói mắt biến mất không thấy. Hắn biết hồ càn khôn đã cắn nuốt thành công linh hồn La Phù người đầu ngựa. Vừa quay đầu lại, quả nhiên không còn bóng dáng của người đầu ngựa, cuối cùng tinh linh được dựng dục mấy vạn năm đã bị hồ càn khôn cắn nuốt sạch sẽ. Dương Bách Xuyên muốn đi vào không gian hồ càn khôn có xảy ra sự biến hóa nào không? Hắn vô cùng chờ mong sau khi hồ càn khôn cắn nuốt loại tinh linh trời đất như người đầu ngựa, bên trong còn sẽ ra đời dạng chí báo nào? Dù là nước sinh mệnh hay cây linh đào đều là bảo vật hiếm có trên thế gian. Thậm chí Dương Bách Xuyên còn tin tưởng, có lẽ bảo vật ra đời ở trong hồ càn khôn đều là chí bảo không tồn tại hoặc tuyệt tích ở tu chân giới. Vừa động suy nghĩ, trong điện lại vang lên một trận cười sảng khoái vang vọng. Ha ha ha! M thanh này chính là tiếng cười của lão quỷ, cẩn thận lắng nghe, trong tiếng cười của lão quỷ tràn đầy phức tạp thoải mái. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được tâm tình của lão quỷ, làm đại trưởng lão núi La Phù, khi La Phù gặp kiếp nạn lớn, chủ động hóa thân thành sơn linh núi La Phù, ngây thơ mờ mịt qua vạn năm, vất vả lắm mới có ý thức rõ ràng, lại phát hiện núi La Phù có linh hồn La Phù mới,
còn phải đối mặt với nguy hiểm bị linh hồn La Phù giết chết. Dưới hoàn cảnh như vậy, vì bảo vệ thần hồn của mình, lão quỷ không thể không nghĩ cách, cũng may cuối cùng ý nguyện của lão quỷ cũng thành công, từ giờ trở đi không cần lo lắng hãi hùng, có thể bảo toàn thần hồn của mình, cũng có thể tiếp tục ở lại bảo vệ tông môn. Dương Bách Xuyên nghe tiếng cười của lão quỷ, bước vào trong điện, hoặc nói cách khác trung tâm chân chính của điện La Phù. Sau khi đi vào còn chưa kịp đánh giá toàn bộ khung cảnh của đại điện, lão quỷ xuất hiện đột ngột, nói lời cảm ơn, thiếu chỉ nhân thừa dịp thời điểm La Phù trọng tố sơn linh, luyện hóa toàn bộ núi La Phù, như vậy ngài có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thiếu chủ nhân đi theo lão hủ, trong đại điện có tảng đá được núi La Phù dựng dục, chỉ cần lấy máu luyện hóa, sau này thiếu chủ nhân chính là chủ nhân mới của núi La Phù. Lão quỷ nói chuyện rất kích động, lầm bầm lầu bầu dẫn Dương Bách Xuyên đi vào đại điện phía trước, ở chỗ này có một cái ao nhỏ rộng 3 mét vuông, bên trong có một cục đá 7 màu cao tầm nửa thước. Theo lời nói của lão quỷ, cục đá 7 màu này chính là động thiên được núi La Phù dựng dục, tảng đá này cũng là trung tâm của La Phù. Dương Bách Xuyên cũng không nhiều lời, có loại cơ duyên cỡ này sao có thể không cần. Sau khi nhỏ máu xuống tảng đá 7 màu, khoanh chân ngồi ở trong ao nhỏ luyện hóa. Dương Bách Xuyên chìm vào việc luyện hóa thế giới núi La Phù, cũng không biết qua bao lâu, một ngày hay một năm, thậm chí càng lâu, sau đó Dương Bách Xuyên lại mở ra hai mắt, hoàn thành quá trình luyện hóa. Nở nụ cười, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng nắm giữ tất cả mọi thứ của núi La Phù. Lẩm bẩm, ba năm, không nghĩ đến luyện hóa loại động thiên phúc địa này lại tốn thời gian như vậy, nhưng cũng coi như không tồi. Ba năm đổi một tòa động thiên, đáng giá. Chúc mừng thiếu chủ nhân trở thành chủ nhân La Phù, từ nay về sau lão hủ đã có chủ nhân mới. Khi Dương Bách Xuyên vừa mở mắt ra, lão quỷ đã tiến lên chúc mừng. Dương Bách Xuyên nghe lời chúc mừng của lão quỷ, mỉm cười nói, cũng chúc mừng người cuối cùng cũng trở thành linh hồn La Phù. Từ bây giờ trở đi hắn chính là chủ nhân chân chính của lão quỷ. Sau khi luyện hóa toàn bộ núi La Phù, hiện tại toàn bộ La Phù đều hiện lên trong đầu Dương Bách Xuyên. Ở núi La Phù, hắn chính là thần, có thể điều động tất cả lực lượng của núi La Phù cho bản thân. Lúc này lão quỷ nở nụ cười chua xót, thiếu chủ nhân nói đùa, nếu có lựa chọn tại sao lão hủ sẽ chọn con đường không lối về này. Trong lòng của Dương Bách Xuyên hiểu rất rõ, lão quỷ không phải là tinh linh được núi La Phù dựng dục như người đầu ngựa kia, ông ta là tinh linh tự biến đổi, còn là linh hồn nhân loại. Có tư duy độc lập của riêng mình, cũng biết lão quỷ lựa chọn trở thành linh hồn La Phù, sau này sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở trong núi La Phù. Lão quỷ, đừng nản chí, con đường tu chân tràn ngập biến số, có lẽ trạng thái hiện tại của ngươi là bàn đạp cho ngày sau. Dương Bách Xuyên cũng chỉ có thể an ủi lão quỷ. Nhưng không biết lời nói hôm nay của hắn sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Cảm ơn thiếu chủ nhân, lão hủ hiểu. Bây giờ lão hủ nên xưng hô Dương Bách Xuyên là chủ nhân, nhưng quen gọi là thiếu chủ nhân, thấy Dương Bách Xuyên không để ý nên vẫn gọi là thiếu chủ nhân cho thân thiết. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Dương Bách Xuyên đưa mắt quan sát bốn phía trong đại điện. Bốn phía trong đại điện ngoại trừ cửa vào, ba mặt còn lại đều xếp từng hàng kệ đồ. Bên trái là các loại đan dược và điển tịch, tất cả đều về đan dược. Sau khi Dương Bách Xuyên luyện hóa thành công đá 7 màu, tất cả đồ vật trong đại điện đều thuộc về hắn. Trong số mấy trăm đan dược trên kệ đan dược, có đan sinh sinh luyện hóa mà Hắc Hoa bà từng nhắc đến. Đáng tiếc là điện La Phù sinh ra một linh hồn La Phù, cắn nuốt gần hết đan dược, bây giờ trên kệ trống rỗng, cho dù một viên đan dược cũng không để lại cho Dương Bách Xuyên. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy may mắn khi mấy trăm phương pháp luyện đan đều tồn tại, trong đó bao gồm cả đan sinh sinh luyện hóa. Chỉ cần có đan phương, gom đủ đan dược thì Dương Bách Xuyên sẽ tự luyện chế ra đan dược mới. Nhìn lướt qua, tổng thể có gần 300 phương pháp luyện đan, chỉ có 10 loại trong số đó có thể hấp dẫn Dương Bách Xuyên. Có lẽ 10 loại phương pháp luyện đan này chính là phương pháp luyện đan chấn phái của La Phù. Sau khi xem qua công hiệu, hai mắt của Dương Bách Xuyên sáng rực. Có 4 trong số 10 loại phương pháp luyện đan có thể tăng lên tu vi, 3 phương pháp luyện đan dùng để rèn luyện thân thể. 3 phương pháp luyện đan còn lại là phương pháp luyện đan thần hồn chân quý. Ngay cả sư phụ Vân Thiên Tà cũng không có nhiều phương pháp luyện đan thần hồn. Dù sao Dương Bách Xuyên rất vừa lòng với 10 phương pháp luyện đan này,
số phương pháp luyện đan còn lại không là gì trong mắt Dương Bách Xuyên. Mỗi một loại phương pháp luyện đan được sư phụ Vân Thiên Tà truyền thụ cho hắn đều vô cùng cường đại. Bên tay phải đại điện là điển tịch tu luyện, tổng cộng hơn 1.000 điển tịch, nhưng Dương Bách Xuyên không để ý lắm. Nếu nói về công pháp tu luyện, truyền thừa trong đầu hắn có thể ném điển tịch La Phù hơn 100 con phố. Tất nhiên không thể phủ nhận bên trong cũng có một vài điển tịch chiến kỹ thần thông đỉnh cấp, nhưng Dương Bách Xuyên không định xem bây giờ, sau này rồi tính. Dù sao hắn đã trở thành chủ nhân của núi La Phù này, tất cả đều là của hắn, không chạy được. Trên giá phía trước là các loại linh khí, ít nhất là linh khí thượng phẩm, trong đó có 3 cái vượt qua phạm vi hiểu biết của Dương Bách Xuyên, do hỏi sư phụ mới biết, 3 cái này vẫn là cấp bậc linh khí, nhưng khác với linh khí bình thường. Ba linh khí này được gọi là linh bảo, là vũ khí mang theo thuộc tính bẩm sinh. Thuộc tính bẩm sinh là tài liệu luyện chế linh bảo, ví dụ như tài liệu luyện khí tự mang theo thuộc tính lôi điện, khi luyện chế ra được gọi là linh bảo, khi sử dụng sẽ xuất hiện lôi điện. Tất nhiên còn có một loại vũ khí phong ấn yêu hồn cường đại bên trong linh bảo, giống như những cái trước, đều mang theo uy lực rất lớn. Dương Bách Xuyên nghĩ đến kiếm khí huyền hoàng trong kiếm đồ long. Không nhịn được hỏi sư phụ, nếu nói như vậy, kiếm đồ long của con cũng là linh bảo. Không giống nhau, trên linh bảo còn có tiên khí, đến bây giờ vi sư vẫn chưa nhìn ra được lai lịch của kiếm đồ long, có lẽ ít nhất cũng là cấp bậc tiên khí, còn linh bảo là vũ khí pháp khí, xấp xỉ với pháp khí tiên khí nên rất nhiều người đều nghĩ lầm linh bảo là tiên khí. Giống như gương côn luân của Chiêm Khánh Nhân lúc trước, thật ra nó là linh bảo, rất nhiều người tưởng là tiên khí. Vân Thiên Tà giải thích, nói. Nói đến Chiêm Khánh Nhân, suy nghĩ của Dương Bách Xuyên bắt đầu bay lên, trong lòng nghĩ đến nếu không có gì ngoài ý muốn, tất cả những người đi vào bí địa Trường Bạch đều vào Sơn Hải Giới, cũng không biết bây giờ bọn họ ở đâu. Nghĩ đến người thân bạn bè, đột nhiên trong lòng Dương Bách Xuyên rất bực bội, cũng không định xem xét kỹ lưỡng bảo vật trong điện. Dù sao bây giờ núi La Phù chính là hậu hoa viên của hắn, tất cả đều là của hắn, không chạy được. Sau này từ từ rồi xem cũng được. Từ điển tịch công pháp đến vũ khí pháp khí, Dương Bách Xuyên chuẩn bị sau khi trở về sẽ đưa cho đệ tử Vân Môn, đưa cho người thân bạn bè. Nhưng trong đại điện có một cái hộp khắc văn không biết dùng tài liệu gì, lại là đồ vật duy nhất không chịu sự khống chế của Dương Bách Xuyên. Cái hộp này là đồ vật La Phù Đạo Quân để lại cho con cháu đời sau của ông ấy, Dương Bách Xuyên không có cách nào để mở ra. Bởi vì cần phải có huyết mạch của con cháu La Phù Đầu Quân mới có thể mở được. Hắn cũng không định mở ra, hắn đã đồng ý với La Phù Đạo Quân, sau khi tìm được đời sau của ông ấy sẽ trả cái hộp này về cho người ta. Tất nhiên tiền đề là có thể tìm được, Dương Bách Xuyên đồng ý tận tâm đi tìm, bất kể như thế nào đã hứa hẹn với người khác phải nếm thử đi làm. Sau đó hắn dùng ý niệm rời khỏi điện La Phù. Ngay sau đó hắn lại xuất hiện trước đá La Phù hoặc đá Ngộ Đạo, toàn bộ điện La Phù đều nằm trong cánh cửa của đá Ngộ Đạo này. Ban đầu còn định dọn đá Ngộ Đạo đi, nhưng bây giờ lại không cần, dù sao cả núi La Phù đều thành vật tư của hắn, không cần thiết dọn đi. Sau khi ra ngoài, Dương Bách Xuyên đứng trên đỉnh núi, nhắm mắt cảm nhận một chút. Lúc trước tất cả mọi người đi vào đều biến mất không thấy, toàn bộ Tam Cung Lục Viện La Phù đều hiện ra trong đầu hắn. Không phát hiện bất cứ ai. Dương Bách Xuyên biết hắn luyện hóa núi La Phù mất 3 năm, mà trước đó núi La Phù vẫn giữ nguyên định luật cũ, người đi vào chỉ có thể nghỉ ngơi ở trong núi La Phù 9 ngày, đến thời gian sẽ bị núi La Phù tự động truyền tống ra ngoài. Nói cách khác, mọi người bao gồm Lê Nặc và đám người Diệp Vô Tâm đều bị truyền tống ra ngoài sau khi đã hết 9 ngày. Thở dài, Dương Bách Xuyên vung tay lên, ba cung cung tu đạo, cung Lưu Ly, cung pháp bảo của núi La Phù xuất hiện bên ngoài. Lại phất tay, toàn bộ đạo cung La Phù đều xuất hiện trên mạch núi La Phù, kéo dài vạn dặm, vị trí nằm ở chính trung tâm núi La Phù. Từ này về sau Dương Bách Xuyên thả người là có thể trực tiếp đi vào đạo cung La Phù. Sau khi cải tạo lại toàn bộ núi La Phù, lúc này Dương Bách Xuyên mới đi ra ngoài. Sau một trận trời đất quay cuồng, Dương Bách Xuyên xuất hiện ở cửa vào núi La Phù 3 năm trước, tiếp theo duỗi tay, một ngọn núi lớn bay đến giữa không trung. Cả ngọn núi nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một ngọn núi nhỏ bằng nắm tay dừng ở trên tay của Dương Bách Xuyên, đây chính là động thiên núi La Phù.
Sau đó Dương Bách Xuyên kết nối tòa động thiên này với hồ Càn Khôn. Nhìn đỉnh núi thông thiên đã không có một bóng người, trong lòng thổn thức, ai có thể nghĩ đến 3 năm trước hắn đi vào núi La Phù sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy. 3 năm trước lúc đi vào núi La Phù, hắn là cảnh giới kim đan, 3 năm sau đi ra đã đạt đến Nguyên Anh. Hiện tại là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Suýt chút nữa chết trong núi La Phù, bị đám người giản hóa phàm nhục nhã, bị đám người Hắc Hoa bà đuổi giết. Cuối cùng Dương Bách Xuyên trưởng thành trong chém giết, giết chết tất cả kẻ địch. Đạt được La Phù động thiên. Nếu nói ai là người thắng, vậy chắc chắn là Dương Bách Xuyên. Sau khi đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên nghĩ đến đã 3 năm trôi qua, nghĩ đến người thân trên địa cầu, hắn bắt đầu rối loạn, hiện tại không cần phải để ý gì cả, bắt đầu đi tìm đám người đồ đệ trong Sơn Hải giới. Nếu nói ai là người thắng, vậy chắc chắn là Dương Bách Xuyên. Sau khi đi ra ngoài, Dương Bách Xuyên nghĩ đến đã 3 năm trôi qua, nghĩ đến người thân trên địa cầu, hắn bắt đầu rối loạn, hiện tại không cần phải để ý gì cả, bắt đầu đi tìm đám người đồ đệ trong Sơn Hải giới. Sơn Hải giới vô cùng lớn, hắn cũng không có manh mối đi tìm, vì vậy quyết định trở lại thành tán tu, sau đó kéo theo huynh đệ Gia Cát đi Sơn Châu, tìm thông đạo Sơn Hải mà tổ tiên gia tộc Gia Cát để lại, về địa cầu, sau đó trở lại Sơn Hải giới sau. Nếu có thể đi ra ngoài chắc chắn cũng có thể đi vào, dù sao gia tộc Gia Cát có một thông đạo phong ấn. Nghĩ đến đây, Dương Bách Xuyên triệu hồi kiếm đồ long ra, ngự kiếm phi hành đến thành tán tu. Đáng tiếc Yêu Vương Tiểu Bạch không ở, có lẽ rời đi theo Diệp Vô Tâm, lúc trước hắn đã hạ lệnh Tiểu Bạch đi theo bảo vệ Diệp Vô Tâm. Nếu Yêu Vương Tiểu Bạch ở đây, tốc độ phi hành của nó nhanh hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại tu vi của hắn đã là Nguyên Anh sơ kỳ, tốc độ ngự kiếm phi hành cũng không chậm, chỉ tiêu hao một ít chân khí. Thành tán tu cách chỗ này 9.000 dặm, Dương Bách Xuyên phải phi hành ít nhất 3 ngày, trên đường không khỏi sẽ mệt mỏi. Dương Bách Xuyên liên tục phi hành 2 ngày, đi hơn 6.000 dặm, một tòa thành trì xuất hiện trong tầm mắt, vừa lúc hắn cũng có chút mệt mỏi, hạ xuống chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện nhìn xem có thể thuê thuyền phi hành đến thành tán tu hay không. Thuyền phi hành là pháp khí phi hành, nhanh hơn tự ngự kiếm phi hành, chỉ tốn chút linh thạch, Dương Bách Xuyên không để ý số linh thạch đó. Lúc ở trong núi La Phù hắn đã dùng hết linh thạch hạ phẩm, nhưng vẫn để lại một ít trung phẩm và thượng phẩm. Có lẽ bằng đó cũng đủ để cưỡi phi thuyền. Thành trí phía dưới không to bằng thành tán tu, nhưng người đến người đi cũng rất náo nhiệt. Trên người của Dương Bách Xuyên có bản đồ núi lớn lãnh thổ quốc gia được Diệp Vô Tâm đưa tặng, rất nhanh đã tìm được trên bản đồ, tòa thành này tên là Thành Yêu Quang. Thành Yêu Quang chính là nơi giao hội của ba châu, lần lượt là châu Nam Sơn, châu Bắc Sơn, châu Đông Sơn. Lúc trước Diệp Vô Tâm từng nói qua về Thành Yêu Quang cho Dương Bách Xuyên, chỉ biết nơi này vô cùng hỗn loạn, lệ thuộc vào sự quản hạt của ba tông môn lớn nhất trong ba châu. Châu Nam Sơn M. Dương Tông, châu Bắc Sơn Kình Thiên Môn, châu Đông Sơn Linh Sơn Cốc, ba thế lực lớn đều là thế lực kiệt xuất trong các châu. Ở bên ngoài Thành Yêu Quang, ba tông môn này là giáo hóa con dân, trên thực tế là làm buôn bán. Hơn nữa còn là buôn bán yêu thú. Ở Thành Yêu Quang có rất nhiều khách hàng thích mạo hiểm, có vài người độc lai độc vãng, có vài người hợp thành tiểu đội 3 người đến mấy chục người, tự xưng là thế lực mạo hiểm. Những khách hàng mạo hiểm đó tụ lại với nhau, giơ lên cờ hiệu là mạo hiểm, trên thực tế là bước vào đất hoang đuổi bắt yêu thú. Được hoan nghênh nhất là con của yêu thú, rất được một vài tên ăn chơi tiêu xài của các tông môn lớn yêu thích. Bởi vì thu phục yêu thú thành niên không dễ. Nhưng bồi dưỡng con non từ nhỏ lại dễ dàng hơn rất nhiều. Thành Yêu Quang là nơi có thể tìm được yêu thú của toàn Sơn Hải giới. Chỉ cần linh thạch thì muốn mua yêu thú hay tài liệu về yêu thú đều được. Sự hỗn loạn của Thành Yêu Quang không phải là hỗn loạn về trị an, là lại ích lợi gút mắt trong tối ngoài sáng. Mấy vạn khách mạo hiểm không có một tổ chức quản lý thống nhất, đều hành động theo ý muốn, trong lòng khách mạo hiểm chỉ có ích lợi, chém giết nhau là chuyện thường tình. Tất nhiên không thể chém giết nhau trong Thành Yêu Quang, nếu không sẽ bị người của ba thế lực lớn trấn áp. Nhưng chỉ cần có linh thạch và thiên tài địa bảo, muốn giết người trong Thành Yêu Quang không thành vấn đề. Dương Bách Xuyên vừa đi vừa nghĩ đến một vài điều về Thành Yêu Quang được Diệp Vô Tâm từng nói, trong vô thức đã đi đến cửa thành Thành Yêu Quang.
Có binh lính gác cửa thành, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 5 người, nhưng 5 binh lính này đều là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ. Đây là lần đầu tiên Dương Bách Xuyên nhìn thấy tu vi Nguyên Anh sơ kỳ gác cửa thành, lúc trước cho dù là thành Chiêu Giao hay thành Tán Tu, đều là tu sĩ cảnh giới kim đan gác cửa thành, dùng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ để canh cửa thật sự có chút chấn động. Phải biết rằng bên ngoài toàn bộ Sơn Hải giới mới chỉ là cảnh giới Nguyên Anh, thậm chí cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ cũng rất ít thấy. Dùng Nguyên Anh sơ kỳ để canh giữ cửa, nhìn từ góc độ khác, thành Yêu Quang thật sự không tầm thường. Dương Bách Xuyên thầm nghĩ tuyệt đối không thể quá rêu rao, đi vào phải khiêm tốn, thăm hỏi xem có thể ngồi thuyền phi hành hay không, nếu có thì trực tiếp rời đi, nếu không cũng sẽ không ở lại thành Yêu Quang, cùng lắm thì tiếp tục ngự kiếm phi hành. Mặc dù ngự kiếm phi hành tương đối hao phí sức lực, lúc xuyên qua một vài dãy núi hoang dã có lẽ sẽ bị loài chim bay tập kích, nhưng Dương Bách Xuyên biết với tu vi hiện tại của mình, chỉ có thể cẩn thận hết mức có thể. Chỗ tốt khi ngồi thuyền phi hành là có thể tránh được mấy vấn đề này, nhưng nếu không có thuyền phi hành hắn cũng chỉ có thể ngự kiếm. Đứng lại, trong lúc suy nghĩ của Dương Bách đang bay loạn xạ, một tiếng hét như sấm vang lên. Hắn cho rằng gọi hắn. Kết quả quay đầu nhìn thì ra là bình lính giơ kiếm chặn lại một lão già lôi thôi. Xem tu vi, lão già lôi thôi là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng sau khi bị binh lính cản lại, lão già lôi thôi mỉm cười nói, Hồng tướng quân, mọi người đều là người quen cũ, châm trước một chút, sau khi vào thành ta sẽ trả linh thạch sau. Lần này đi ra ngoài không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị thương, lần sau trả cả thể được không? Hừ, lão mạnh. Ngươi là người ở lâu năm của thành Yêu Quang, tránh né thuế vào không phải lần một lần hai, lần này không được, nộp 50 khối linh thạch hạ phẩm thì cho vào thành, hoặc đưa thiên tài địa bảo cũng được, nếu không không cần nói nữa. Binh lính ngăn cản lão già lôi thôi mỉm cười nói, nhìn qua có vẻ cũng quen biết ông già gọi là lão mạnh kia. Lão mạnh muốn trốn thuế vào thành, nhưng binh lính tên là Hồng Tướng Quân không cho, hơn nữa trong lời nói còn ám chỉ muốn vào phải có chỗ tốt. Còn chuyện mỗi lần muốn vào phải nộp 50 khối linh thạch hạ phẩm, Dương Bách Xuyên cảm giác rất không tốt. Rốt cuộc thành Yêu Quang này trông như thế nào, hiện tại hắn rất tò mò về nó. Có vẻ lão mạnh là người tái phạm, có lẽ trước kia không thiếu trốn thuế. Mắt thấy Hồng Tướng Quân không cho, lão mạnh đang cười làm lành đột nhiên trầm xuống, giận dữ nói, họ Hồng, lúc ta lăn lê bò lết ở thành Yêu Quang, tiểu tử nhà ngươi không biết đang ở nơi nào. Số linh thạch nộp lên có thể chất thành núi nhỏ, chỉ một lần cũng không châm trước được. Lại không phải lão phu không cho ngươi, lần này thực sự không có, lần sau sẽ trả cả thể. Với tư lịch của lão phu, ba thế lực lớn của thành Yêu Quang các ngươi cũng phải cho lão phu một thân phận công dân nhất đẳng, còn thu phí làm gì? Lão mạnh bắt đầu không biết xấu hổ dây dưa với binh lính. Dương Bách Xuyên đứng sau lão mạnh, thấy vậy không khỏi nhíu mày, hắn vội vã vào thành. Hiện tại lại bị lão mạnh làm ầm ĩ ngăn cản. Sau đó nghe thấy Hồng Tướng Quân nở nụ cười lạnh lùng, nói, lão mạnh lại dùng chiêu này. Ngươi chính là người già trong thành Yêu Quang, lẽ ra nên có được thân phận nhất đẳng, miễn thuế vào thành, nhưng, ở thành Yêu Quang, ngươi lại là một lão già chảy ra vô lại không biết xấu hổ. Còn đòi công dân nhất đẳng, ngươi có được mới là chuyện lạ, đừng nói nhảm nữa, không giao linh thạch không vào thành. Ngươi, lão mạnh tức điên. Dương Bách Xuyên đứng sau thở dài, lão mạnh rất có thể thực sự không lấy ra được viên linh thạch nào, hắn cũng sốt ruột vào thành, cầm một viên linh thạch trung phẩm nói, phí vào thành của lão nhân này ta sẽ trả, làm ơn Hồng Tướng Quân cho vào thành. Hừ. Coi tiền như rác, Hồng Tướng Quân lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên thu hồi linh thạch trung phẩm của Dương Bách Xuyên. Một khối linh thạch trung phẩm có thể đổi 100 linh thạch hạ phẩm, hai người vừa vặn một khối trung phẩm. Thu hồi linh thạch trung phẩm của Dương Bách Xuyên, Hồng Tướng Quân nhìn chằm chằm vào Dương Bách Xuyên, sâu trong mắt hắn ta lóe lên ánh sáng rồi biến mất. Lão mạnh kinh ngạc kiến nhìn Dương Bách Xuyên, nhưng không nhiều lời, chỉ gật đầu ý cảm ơn Dương Bách Xuyên. Sau đó trừng mắt nhìn Hồng Tướng Quân, nhấc chân vào thành Yêu Quang. Dương Bách Xuyên cũng không nghĩ nhiều, cũng đi vào thành. Sau khi vào thành, Dương Bách Xuyên nhìn thấy lão mạnh đang đợi chính mình. Đợi Dương Bách Xuyên vào thành, lão mạnh nghiêm túc nói, tiểu huynh đệ, đây không phải chỗ nói chuyện, đi theo lão nhân. Dương Bách Xuyên có chút không thể hiểu được, không di chuyển.
Dường như Lão Mạnh nhìn ra được sự băn khoăn của Dương Bách Xuyên, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, vừa rồi ngươi giải vây giúp ta, ta sẽ không hại ngươi. Lúc nãy ngươi lấy ra linh thạch trung phẩm đã lọt vào tầm ngắm của Hồng Tướng Quân, tình huống của thành Yêu Quang vô cùng phức tạp, chờ tìm được chỗ nói chuyện ta sẽ nói cho tiểu huynh đệ, đi nhanh đi, đừng bị người theo dõi. Mặc dù Dương Bách Xuyên không sợ gì cả, nhưng cũng không muốn chọc rắc rối, hơn nữa hắn thấy ánh mắt của Lão Mạnh không giống lửa hắn, gật đầu đi theo Lão Mạnh. Ban đầu mục đích giải vây cho Mạnh Lão Đầu là để tránh lãng phí thời gian của mình nên mới tiện tay giúp đỡ, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc Mạnh Lão Đầu báo đáp hay gì cả. Sau đó ở cửa thành nghe được Mạnh Lão Đầu nói chuyện với Hồng Tướng Quân, Dương Bách Xuyên cũng chỉ nghĩ Mạnh Lão Đầu là một ông lão láo lỉnh bình thường, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Nhưng lúc này, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mạnh Lão Đầu, hắn cần phải suy xét lại lần nữa. Dương Bách Xuyên lập tức đi theo. Dù sao cũng chỉ là một lão già ở Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, hắn không sợ. Ngoài ra hắn còn muốn hỏi xem ở thành Yêu Quang này ở đâu có thuyền phi hành, tất nhiên Mạnh Lão Đầu là một lão cáo già của thành Yêu Quang rồi, những chuyện nhỏ nhặt như này thì hắn biết. Sau khi đi theo Mạnh Lão Đầu đi qua một giao lộ, lúc này mới dừng lại. Lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện hai người bọn họ đã đi ra đến đường chính người ngựa tấp nập, đường phố không quá rộng chỉ tầm hơn 3 thước. Các gian hàng thương hành mọc lên như rừng rậm, từng tiếng kêu gọi chào mời vang lên không ngừng, nhìn chung không khác mấy so với đường dành cho người đi bộ ở thế tục giới. Mạnh Lão Đầu di chuyển sang bên cạnh nhìn Dương Bách Xuyên, hỏi tiểu đạo hữu, đây là lần đầu tiên ngươi đến thành Yêu Quang phải không? Dương Bách Xuyên chớp mắt nhìn Mạnh Lão Đầu, nói, đúng vậy, là lần đầu tiên, có vấn đề gì sao? Mạnh Lão Đầu kinh nghiệm dày dặn. Thấy ánh mắt mờ mịt của Dương Bách Xuyên thì cười hì hì nói, tiểu đạo hữu không cần căng thẳng, Lão Mạnh ta đây tuy là người lôi thôi, lừa lọc nhưng vẫn phân biệt được nặng nhẹ tốt xấu. Hôm nay tiểu đạo hữu đã giải vây giúp lão già này, đây chính là ân tình, cho dù Lão Mạnh ta đây có lừa lọc nữa thì cũng sẽ không có ý xấu với tiểu đạo hữu đâu. Vừa nãy bảo tiểu đạo hữu đi ngay là bởi vì tiểu đạo hữu không biết thành Yêu Quang này hỗn loạn như thế nào. Giờ thấy trên đường có binh giáp duy trì trật tự như vậy thôi nhưng trên thực tế, những người ăn xin ở thành Yêu Quang này đều có lòng dạ đen tối. Tiểu đạo hữu lấy linh thạch trung phẩm ra không chừng sẽ bị người ta để mắt tới, trở thành dê béo. Người phải biết rằng linh thạch trung phẩm rất hiếm gặp, hầu hết các giao dịch trên thị trường đều sử dụng linh thạch hạ phẩm. Lão Mạnh ta chỉ sợ có người để ý đến tiểu đạo hữu rồi tìm tiểu đạo hữu gây khó dễ. Hôm nay tiểu đạo hữu khẳng khái dùng 50 linh thạch để giải vây giúp lão già này cũng không phải là người không hiểu chuyện. Đây là một viên yêu đan, mặc dù không phải là hàng thượng phẩm nhưng cũng đủ để bồi thường 50 linh thạch cho tiểu đạo hữu. Xin tiểu đạo hữu nhận lấy. Mạnh Lão Đầu vừa nói chuyện, vừa lấy ra một viên yêu đan màu xanh nhạt, đưa cho Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nhìn Mạnh Lão Đầu không giống như đang giả vờ, trong lòng suy nghĩ. Xem ra lão già này không giống với mấy người lừa đảo kia, có thể lấy yêu đan ra thì chứng minh vẫn có điểm mấu chốt. Nghĩ vậy ấn tượng của Dương Bách Xuyên về Mạnh Lão Đầu đã thay đổi. Tất nhiên hắn không cần yêu đan nhỏ này, chỉ là 50 linh thạch hạ phẩm mà thôi, hắn không để ý. Hắn cười khẽ, nói, nếu giúp ngươi thì cũng coi như ta và ngươi có duyên. Yêu đan ta không cần, đúng lúc ta mới đến thành Yêu Quang nên không quen thuộc lắm. Muốn tìm nơi nào cho thuê thuyền phi hành, không biết có không? Mạnh Lão Đầu vừa nghe thế lập tức nói lớn, tiểu đạo hữu hỏi đúng người rồi. Lão Mạnh ta đây cái khác thì không dám nói, nhưng lão đã lăn lộn ở thành Yêu Quang này hơn nửa đời người rồi, chưa có nơi nào lão già này không biết. Tất nhiên là có chỗ cho thuê thuyền phi hành nhưng giá cả hơi đắt. Đó chính là một trong những đại thế lực ở thành Yêu Quang, thương hành Linh Sơn Cốc ở Châu Đông Sơn. Đi qua chợ yêu thú lớn nhất thành Yêu Quang chính là thương hành Linh Sơn Cốc. Như thế này đi, nếu tiểu đạo hữu không nhận yêu đan thì lão Mạnh ta sẽ dẫn đường cho tiểu đạo hữu, coi như báo đáp ân tình hôm nay tiểu đạo hữu đã khẳng khái giúp đỡ. Vậy phải cảm ơn lão rồi. Dương Bách Xuyên nói cảm ơn. Hắn cũng không hỏi Mạnh Lão Đầu, tại sao rõ ràng có yêu đan mà lại không đưa cho binh lính thủ thành, cứ muốn cãi lộn với nhau. Mỗi một người đều có phong cách sống riêng của mình, có lẽ đây là cách sống của Mạnh Lão Đầu. Này, đạo hữu tên gì? Ta là Mạnh Bất Phàm, người gọi ta là Lão Mạnh cũng được. Lão Mạnh hào sảng nói. Gặp được nhau là duyên,
Dương Bách Xuyên cũng không phải người cẩn trọng, tuét miệng cười nói, được, ta gọi ngươi là Lão Mạnh. Ta tên Dương Bách Xuyên, ngươi gọi tên ta luôn cũng được. Giữa người với người có mối quan hệ vô cùng kỳ diệu, có thể gặp nhau thì chính là duyên phận, có thể nói chuyện, có thể có hảo cảm với đối phương, nói chuyện hợp ý với nhau thì lập tức trở thành bạn bè. Bây giờ Dương Bách Xuyên và Mạnh Bất Phàm chính là như vậy. Đối với Dương Bách Xuyên, thuận tay giúp đỡ Lão Mạnh, từ mới đầu phòng bị đến hiện tại đã thay đổi ấn tượng cũng chỉ ngắn ngủi có mấy phút, nhưng hắn chắc chắn rằng Lão Mạnh không hề giống tên lưu manh như Hồng Tướng Quân đã nói. Khi nói chuyện có thể trò chuyện được với mình, cảm giác này thực tốt. Vậy ta gọi ngươi là Dương huynh đệ, Lão Mạnh cười nói. Không vấn đề gì, chỉ là cách gọi thôi mà, người tu đạo không quan tâm mấy cái này. Dương Bách Xuyên cười nói. Lão Mạnh thầm ý nói, tuy là nói như vậy nhưng người tu đạo cũng là người trên thương tròng, vẫn phải dính khói bụi trần gian thôi, ha ha. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì trong lòng chấn động, cảm thấy Lão Mạnh nói có lý, cũng ăn khớp với suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sau khi tu đạo thì không được thất tình lục dục, ngược lại hắn lại càng muốn theo đuổi căn nguyên hơn. Đối với Dương Bách Xuyên, càng gần cuộc sống thì con đường càng tốt, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào. Tâm cảnh của hắn đã xảy ra biến đổi, đã quên mất rất nhiều thói quen thương trường, ví dụ như ăn cơm, ngủ. Hôm nay nghe Lão Mạnh nói như vậy, tâm cảnh của hắn như đá lớn như đầm sâu, trong chớp mắt đã vang lên rất nhiều chuyện. Đột nhiên tâm tình thả lỏng không ít, nhưng mong muốn trở về nhà lại càng cấp thiết hơn. Lúc này Lão Mạnh nói, Dương huynh đệ muốn đi thương hành Linh Sơn Cốc đúng lúc đi ngang qua chợ yêu thú lớn nhất thành Yêu Quang, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Chợ yêu thú mặc dù ở thành Yêu Quang nhưng lại nổi tiếng ở toàn bộ Sơn Hải giới, đi đến thành Yêu Quang mà lại không đi chợ yêu thú xem một chút thì chẳng khác nào đi không. Dương Bách Xuyên cười nói, vậy thì phải đả tạ Lão Mạnh rồi. Nghe Lão Mạnh nói vậy, ý niệm của Dương Bách Xuyên giống như đã thông suốt rất nhiều, tâm cảnh cũng tăng lên. Dù sao trên đường đi có lo lắng đến đâu thì cũng không nên vội, đi xem một chút cũng tốt. Hai người đi lại trong đám người. Vừa đi vừa trò chuyện. Lão Mạnh là người nhiều chuyện, rất nhiều chuyện liên quan đến chợ yêu thú hay thành Yêu Quang, không cần Dương Bách Xuyên mở miệng hỏi thì hắn đã giới thiệu cho Dương Bách Xuyên biết rồi, nói một cách nghiêm chỉnh thì đây chính là một người dẫn đường có kinh nghiệm đầy mình. Dương huynh đệ nếu có linh thạch dư thừa thì có thể cân nhắc đến việc mua một con chim muông ấu thú về nuôi. Người tu chân luôn hâm mộ những người có chim muông ấu thú để cưỡi. Nhưng mà những con chim muông yêu thú trưởng thành thường có linh trí, những con chim muông tính tình cao ngạo nếu chẳng may bị bắt thì cũng sẽ không chịu làm vật cưỡi cho con người, nó thà tình nguyện đập đầu tự tử cũng sẽ không cam chịu. Nhưng những con chim muông ấu thú sẽ không như vậy, nuôi chúng từ nhỏ, lúc trưởng thành rất trung thành với chủ nhân, như cánh tay điều khiển ngón tay vậy, điều quan trọng nhất là có lợi, chỉ tốn một ít thời gian thôi nhưng đối với những người tu đạo như chúng ta mà nói thì một khi đã đạt đến thành tựu Nguyên Anh thì thời gian không còn tồn tại nữa. 180 năm chỉ là con số nhỏ, dùng mấy chục năm để nuôi một con chim muông ấu thú rất có lợi. Còn có linh thú chiến đấu cũng có thể mua được. Khác với chim muông yêu thú, giá của linh thú chiến đấu sẽ thấp hơn, tất nhiên không phải tuyệt đối. Có một số linh thú có huyết mạch cường đại vẫn rất đắt nhưng mà linh thú có huyết mạch cường đại thường không dễ mua được. Có con nào là con đấy bị người khác mua mất. Ba thế lực lớn của thành Yêu Quang thường sẽ bắt những linh thú và chim muông thượng thừa mang đi đấu giá, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Lão Mạnh vừa đi vừa nói còn Dương Bách Xuyên chỉ cười lắng nghe, không nói gì cả. Hắn không nói cho Lão Mạnh biết hắn có một phong lôi điểu cấp 4, hay là tiểu bạch một chim muông yêu thú biến dị. Theo như Lão Mạnh giải thích thì thành Yêu Quang bắt được rất nhiều yêu thú. Điều này khiến trong lòng Dương Bách Xuyên vô cùng hoài nghi. Tu sĩ ở thành Yêu Quang bắt một lượng lớn chim muông yêu thú như vậy chẳng lẽ không bị yêu tộc cắn trả sao? Mặc dù nghe nói ở Sơn Hải giới, nhân tộc cường thế, yêu tộc yếu thế nhưng hắn nghe đại ca Kết Nghĩa Bạch Khởi nói, chỉ ở ngoài địa hạt Hải Nội, ở địa bàn của nhân tộc thì yêu tộc mới yếu thế thôi. Còn ở trong địa hạt Hải Nội ở địa bàn của yêu tộc thì yêu tộc vô cùng mạnh mẽ. Nhân tộc cũng không dám tùy tiện đặt chân đến đại hạt Hải Nội trêu chọc yêu tộc. Hình như yêu tộc và nhân tộc còn ký hiệp nghị gì đó, không xâm phạm lẫn nhau. Bình thường nhân yêu ở hai tộc chỉ tranh đấu với nhau ở trong ranh giới cuối cùng mà thôi.
Lão Mạnh giải thích, đi cùng Bách Vân Xuyên đến gần chợ yêu thú thì nghe thấy, thành yêu quang quả thật đúng là chợ yêu thú. Một đường thẳng tiến, các loại tiếng giao bán yêu thú ở các gian hàng, yêu thú dáng vẻ hình dạng nào cũng có rất nhiều yêu thú Dương Bách Xuyên lần đầu tiên gặp bị giam ở trong lồng, có một số yêu thú trên người bị khống chế bởi vòng khốn yêu, nhìn vô cùng đáng thương. Càng đi càng sâu, đã đến chợ yêu thú. Vừa mới bước vào Dương Bách Xuyên đã nghe thấy tiếng gầm gào thét của các loại yêu thú, có tiếng kêu gào, có tiếng kêu bi phẫn. Các loại âm thanh xen lẫn vào nhau, Dương Bách Xuyên nghe mà tâm phiền ý loạn. Dương Bách Xuyên không nhìn được nói, Lão Mạnh, thành yêu quang tập trung nhiều yêu thú như vậy chẳng lẽ yêu tộc không tức giận à? Lão Mạnh nhếch miệng nói, sao không chứ? Thành yêu quang hàng năm bắt giữ săn giết hàng chục vạn yêu thú, yêu tộc gần như tức giận đến phát điên lên. Nhưng thành yêu quang có cao thủ tồn tại. Sau này thường có thể đuổi chạy, đàn áp những ai phạm yêu tộc, hầu như mỗi năm một lần, thành yêu quang sẽ đưa đại yêu tứ chuyển đến trả thù, nhưng cao thủ thành yêu quang có thể ứng phó. Trong lòng Dương Bách Xuyên khẽ động nói, thành yêu quang có cao thủ đẳng cấp gì mà có thể đối phó đại yêu thế? Lão Mạnh thần thần bí nói, bên ngoài thì tọa trấn thành yêu quang chính là ba đại cao thủ nguyên anh hậu kỳ. Ngầm còn có ba đại cao thủ nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tỏa chấn, nhưng cao thủ nguyên anh đại viên mãn rất hiếm khi đi ra, trừ phi là đụng phải đại yêu tập kích. Nghe đồn trong ba cao thủ nguyên anh đại viên mãn cao thủ, có một người đột phá nguyên anh kỳ, đạt tới cảnh giới xuất khiếu, rất lợi hại, yêu tộc bình thường sẽ không dám tới. Trong lịch sử thành yêu quang, đã có nhiều lần yêu thú tứ chuyển tập kích phạm vi lớn, nhưng đều bị ba đại cao thủ nguyên anh đại viên mãn âm thầm tỏa chấn đánh lui. Yêu thú tứ chuyển tầm thường tập kích thì nguyên anh hậu kỳ tỏa chấn bên ngoài có thể giải quyết. Tóm lại chợ yêu thú thành yêu quang là một khối bánh ngọt lớn của ba thế lực lớn, cao thủ ngoài sáng trong tối tỏa chấn rất bình thường, không cần lo lắng sẽ bị yêu thú tập kích. Sơn hải giới chỉ có trong địa hạt đại hoang có yêu thú siêu cấp, nhưng có hiệp định với nhân tộc chúng ta, cao thủ siêu cấp trong địa hạt đại hoang sẽ không dễ dàng đi ra. Những yêu thú tứ chuyển bế ngoài đều rất ít, ngũ chuyển càng khan hiếm. Ở trên địa bàn nhân tộc cũng không dám hành động lỗ mãng, cho nên thành yêu quang mấy ngàn năm qua cũng chưa từng có chuyện gì lớn. Dương Bách Xuyên chăm chú vừa đi vừa tán gẫu với Lão Mạnh, trong lòng ghi nhớ lời nói của Lão Mạnh, đương nhiên chủ yếu là ghi nhớ mấy cao thủ thành yêu quang. Theo lời Lão Mạnh nói, thành yêu quang có ba đại cao thủ nguyên anh hậu kỳ, đây là mặt ngoài, trong bóng tối còn có ba đại cao thủ nguyên anh đại viên mãn, thậm chí một người trong đó rất có thể đã đột phá tới cảnh giới xuất khiếu. Đây là sáu đại cao thủ trong Minh Trung, còn chưa tính những người khác, tất nhiên còn có rất nhiều tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, trung kỳ tồn tại, điểm này nhìn từ cửa thành cũng có thể điều tra ra, ba thế lực lớn của thành yêu quang thực lực cường hãn. Nhìn đại môn đều là nguyên anh sơ kỳ cũng là đủ khí thế. Nhưng cũng chứng tỏ thành yêu quang không đơn giản. Trong lòng hắn nghĩ vẫn nên khiêm tốn một chút tốt hơn, dù sao hắn cũng không quen thuộc Sơn Hải giới. Cho dù đã đến Sơn Hải giới sắp 5 năm, nhưng hắn thật sự chưa từng đi qua rất nhiều địa phương ở Sơn Hải giới. Trong 5 năm, ở hầm mỏ thành Chiêu Giao đã là hơn 1 năm, cùng kết bái đại ca Bạch Khởi ở thành Tán Tu được hơn 1 tháng, ở trong núi La Phù 3 năm, thật sự tính ra Dương Bách Xuyên cũng không hiểu biết nhiều lắm về Sơn Hải giới. Ai biết Sơn Hải giới rốt cuộc là thế giới có lực lượng thế nào? Ngay lúc hai người tiếp tục đi về phía trước, Dương Bách Xuyên nhìn từng con ấu thú nào bị nhốt trong lồng sắt, tuy là yêu thú nhưng cũng là sinh linh có trí tuệ sinh động, thông qua một ánh mắt là có thể nhìn thấy sự lo âu và tuyệt vọng sâu trong ánh mắt của chúng. Vào giờ khắc này, trong lòng Dương Bách Xuyên không sinh ra một nỗi bi thương khó hiểu, có sự xúc động muốn mở trói buộc và dây trói yêu của những yêu thú trong lồng sắt này ra, thả chúng nó rời đi đạt được tự do. Nhưng ý niệm này vừa mới nảy sinh, Dương Bách Xuyên đã bị chính mình dọa sợ đến giật mình. Vội vàng dập tắt ý định, hắn biết rất rõ hậu quả mình làm như vậy sẽ để cho mình rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Ý tưởng thân thiện là một chuyện, nhưng làm cần phải có thực lực, không có thực lực mà làm thế chính là tìm chỗ chết. Trong lòng hắn khẽ thở dài, rời ánh mắt đi, hắn không định nhìn tiếp nữa, nhìn nhiều rồi lại tăng thêm phiền não, mình có thực lực thả tự do cho những yêu thú này không? Hắn cũng không hiểu vì sao đột nhiên trong lòng lại nảy sinh lòng đồng tình thương hại đối với yêu thú. Vẫn nên mau chóng rời khỏi đi, trong lòng hắn tự nhủ,
vừa định nói chuyện với Lão Mạnh thì bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng chiêng. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, đến đây nhìn thử đi, yêu nô thượng đẳng, số lượng không nhiều lắm, đến trước được trước nha. Lúc này Lão Mạnh cười ha ha nói, Dương huynh đệ, đi thôi, chúng ta đi xem thử, trong yêu nô thượng đẳng rất có thể có cực phẩm. Dương Bách Xuyên nghe Lão Mạnh cười xấu xa nên có chút nghi hoặc, hắn cũng không biết cái gì là yêu nô, thuận miệng hỏi cái gì là yêu nô. Lão Mạnh sửng sốt, ngay cả yêu nô mà ngươi cũng không biết sao. Khụ khụ, giờ phút này Dương Bách Xuyên cảm giác mình giống như là một tên nhà quê, đích thật cái gì cũng không biết, ho khan một chút ứng phó nói, thật không dám giấu giếm, ta luôn luôn ở núi sâu tu luyện, rất nhiều thứ quả thật không biết. Lão Mạnh gật đầu cũng không còn cười nhạo Dương Bách Xuyên nữa, dù sao tu chân giả đích thật bế quan rất nhiều, mà một lần bế quan có thể là 180 năm không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không biết cũng coi như bình thường. Lập tức Lão Mạnh giải thích cho Dương Bách Xuyên, nói đến yêu nô chính là một sản nghiệp dị dạng bất thành văn ở thành Yêu Quang, thành Yêu Quang chủ yếu làm ăn buôn bán yêu thú, rất nhiều tu sĩ yêu thích nuôi yêu thú, nhưng khi trở về tự mình nuôi yêu thú thì bản thân lại không có kinh nghiệm. Cho nên sinh ra nghề nghiệp yêu nô này. Yêu nô ngụ ý là nô lệ của yêu thú, nói trắng ra chính là hầu hạ yêu thú, cho nên gọi là yêu nô. Mới đầu nghề nghiệp yêu nô này chỉ là một vài người không có thiên phú tu hành mới có thể tu luyện, vì tài nguyên tu luyện. Vì có thể đi theo một chủ nhân cường đại mới đi lựa chọn làm yêu nô, đi nuôi yêu thú cho chủ nhân, đi làm yêu nô là nghề nghiệp hạ tiện nhất trong tu chân giả. Không đến trường hợp bất đắc dĩ thì không ai lựa chọn đi làm yêu nô, nhưng có vài người thủy chung không chịu từ bỏ theo đuổi đại đạo mờ ảo, nhưng lại không có tài nguyên tu luyện và điều kiện, chỉ có thể lựa chọn làm yêu nô, hy vọng có thể đi theo một cường giả tăng thêm cho mình một ít cơ hội tu luyện. Mới đầu ngành công nghiệp yêu nô là tự nguyện, nhưng theo sự thịnh hành của yêu thú do tu chân giả nuôi dưỡng, yêu nô cũng không đủ dùng, một vài thế lực lớn và khách phiêu lưu vì lợi ích đã bắt đầu có kế hoạch bắt người xung quanh. Bắt những tiểu tu sĩ tu vi thấp kém kia đến làm yêu nô, ý đồ đổi lấy lợi ích to lớn. Ở thị trường yêu nô, nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp được hoan nghênh nhất, tiếp theo là những tiểu tu sĩ lớn lên xinh đẹp tuổi tác không lớn. Những người này sau khi trở thành yêu nô, không chỉ hầu hạ yêu thú nhà chủ nhân, còn phải hầu hạ chủ nhân, ha ha, sự huyền diệu trong đó ta không nói huynh đệ ngươi cũng hiểu chứ. Đi qua đó xem thử một chút đi, trên thị trường yêu nô thường sẽ xuất hiện một vài cực phẩm. Giá cả thích hợp, Dương huynh đệ cũng có thể mua một hai cái. Lão Mạnh cười ha ha, đã chen vào trong đám người. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe Lão Mạnh giải thích, trong lòng lại phiền muộn hơn, đây quả thực chính là buôn người nha, không nghĩ tới tu chân giới cũng có một mặt đen tối như vậy. Vốn không muốn đi nhưng sau khi nhìn thấy Lão Mạnh chen vào đám người, hắn cũng bất đắc dĩ đi theo. Sau khi chen vào đám người, Dương Bách Xuyên đứng ở bên cạnh Lão Mạnh. Lúc này Lão Mạnh nói, Dương huynh đệ, ngươi nhìn xem, trong những cái lồng sắt trên đài quả nhiên có cực phẩm, chắc là thương hội M Dương bắt được Thái Châu nữ từ lãnh thổ nước ngoài tới. Ta nghe đồn lãnh thổ nước ngoài có Thái Châu nữ nửa người nửa yêu, trời sinh quyến rũ xinh đẹp là cực phẩm nhân gian, hơn nữa tính cách dịu dàng, nhất là rất biết nghe lời, ngươi nhìn xem quả nhiên là thế nha, lần này thế mà có tận 9 người, xem ra lần này thương hội M Dương đã dốc hết vốn liếng bắt về, chậc chậc chậc. Quá đẹp. Lão Mạnh nhìn bình luận về Thái Châu nữ đang bị giam giữ trong lồng sắt trên đài. Ánh mắt Dương Bách Xuyên rời lên trên đài, ở trên đài cao hơn một thước, nhanh như chớp đặt từng cái lồng sắt, trong mỗi cái lồng đều giam giữ một người, Thái Châu nữ trong miệng Lão Mạnh đích thật có 9 người, tuy là cả đám đều cúi đầu nhưng Dương Bách Xuyên nhìn dáng người tuyệt đối là cực phẩm nhất đẳng. Trong lòng lại rất khó chịu, theo cách nói của Lão Mạnh. Thái Châu nữ là huyết thống nửa người nửa yêu, chủng tộc loại này Dương Bách Xuyên cũng từng biết qua từ trong điển tịch, ở nhân tộc là không có địa vị, ở yêu tộc cũng không được thừa nhận, thuộc về quần thể nhân yêu đều không thừa nhận, thật sự đáng thương, hiện tại còn bị thương nhân bất hợp pháp lấy ra làm nô lệ tiêu khiển, thật là quá đáng. Nhưng ngẫm lại thế giới này chính là vậy, kẻ mạnh làm vua, không có thực lực sẽ bị người ta bắt tới làm nô lệ cũng là bình thường, trong lòng hắn khó chịu nhưng cũng không quản được. Ánh mắt nhìn sang từng cái lồng sắt, Dương Bách Xuyên phát hiện ngoại trừ những Thái Châu nữ ra còn có nữ tử nhân tộc, cũng có một vài thiếu niên còn ít tuổi, một đám tu vi cũng không cao, cùng lắm chỉ là kim đan, còn bị phong ấn tu vi nhốt ở trong lồng sắt.
Tổng cộng 50 cái lồng sắt, bên trong giam giữ 50 người, những người này đều xem như yêu nô, chờ bị người mua đi. Khi Dương Bách Xuyên nhìn qua từng người một, lúc ánh mắt rơi vào cái lồng sắt cuối cùng, cả người bỗng chấn động. Toàn thân đều nhìn không được run rẩy, một cỗ sát ý cường đại phát ra từ người hắn không chút che giấu, phóng lên trời cao. Lão Mạnh đứng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên trước tiên phát hiện Dương Bách Xuyên không đúng lắm, ngay sau đó sát ý phát ra từ trên người Dương Bách Xuyên dọa đến gần chết. Lão Mạnh là một lão làng lăn lộn ở thành Yêu Quang, trong lòng biết rõ Dương Bách Xuyên ở nơi này phóng thích sát ý có ý nghĩa gì. Vội vàng nắm lấy cánh tay Dương Bách Xuyên và nói, Dương huynh đệ, xảy ra chuyện gì? Bình tĩnh đã, nơi này là trước đại môn của thương hành M. Dương. Càng là thành Yêu Quang có cường giả nguyên anh đại viên mãn tọa chấn, có chuyện gì chúng ta từ từ bàn bạc cho kỹ, không thể lỗ mãng, ngươi như vậy sẽ tự hại mình đấy. Dương Bách Xuyên nghe Lão Mạnh nói vậy, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thế thượng phong, hắn biết Lão Mạnh nói rất đúng, nếu làm bậy ở đây ngược lại không giải quyết được bất cứ chuyện gì, còn có thể khiến mình lún sâu vào vũng bùn. Mặc dù tu vi hiện tại của hắn là nguyên anh sơ kỳ, càng có thể giết đồng cấp trong nháy mắt, có thể chiến đấu với nguyên anh trung kỳ, nhưng đối mặt với cao thủ nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đại viên mãn, trong lòng vẫn không nắm chắc phần thắng, dù sao cũng chưa từng tiếp xúc qua. Hít sâu một hơi, vẻ mặt hắn lạnh đi, hai tròng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái lồng sắt cuối cùng trên đài. Ở đây có thân nhân của hắn chính là nhị đồ đệ Vương Tông Nhân lúc trước đã biến mất cùng Ngô Mặc Thu. Đã từng có lúc, trong đầu hắn nghĩ tới đủ loại viễn cảnh một ngày nào đó gặp lại đồ đệ của mình, nhưng tuyệt đối không tới sẽ là cảnh tượng như vậy. Dương Bách Xuyên nhìn nhị đồ đệ trong lồng sắt đeo xích sắt giống như yêu thú bị nhốt, trái tim hắn đang rỉ máu. Trong lòng hắn đang gào thét, là ta làm sư phụ bất tài. Chưa bao giờ nghĩ tới đồ đệ của Dương Bách Xuyên hắn sẽ bị người ta nhốt trong lồng sắt, trở thành nô lệ buôn bán. Lúc ở trong lòng rỉ máu, Dương Bách Xuyên đã không còn niềm vui khi gặp lại đồ đệ nữa, có chút chỉ là sát ý vô tận. Nếu nhị đồ đệ Vương Tông Nhân xuất hiện, như vậy có thể cũng sẽ có tung tích của Ngô Mặc Thu, nhưng Dương Bách Xuyên không cảm nhận được một chút khí tức của Ngô Mặc Thu, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng phiền não. Bị Lão Mạnh nắm lấy cánh tay, mạnh mẽ đè nén sát ý vô biên trong lòng, trong đầu Dương Bách Xuyên vận chuyển như tia chớp, hắn muốn đưa đồ đệ của mình ra ngoài. Mà giờ phút này, ngay sau khi Lão Mạnh vừa dứt lời, liên tục 7-8 thân ảnh xuất hiện trên đài, vây quanh bên cạnh lồng sắt. Cũng may sát ý của Dương Bách Xuyên tới nhanh mà đi cũng nhanh, lý trí chiếm thế thượng phong. Cũng bị Lão Mạnh khuyên can. Người phương nào dám làm càn. Trên đài lập tức xuất hiện khí tức 8 người, tất cả đều là tu vi nguyên anh trung kỳ, người cầm đầu là một gã trung niên mũi ưng câu, ánh mắt nhìn quanh đám người. Lúc này, ánh mắt rất nhiều người đều đặt ở trên người Dương Bách Xuyên, Thái Thượng vừa mới xuất hiện 8 gã cao thủ nguyên anh trung kỳ không cảm nhận được trên người Dương Bách Xuyên vừa rồi phát ra sát ý, nhưng là người đứng ở bên cạnh Dương Bách Xuyên lại cảm nhận được. Ánh mắt người trung niên nhân mũi ưng lập tức rơi vào trên người Dương Bách Xuyên, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị tốt để chém giết, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lão Mạnh bên cạnh đã cười ha ha. Nói, Thẩm đại gia hiểu lầm tiểu tử này là cháu trai của Lão Mạnh ta, công pháp tu luyện xảy ra chút vấn đề nên thường xuyên không khống chế được sẽ phóng ra sát ý, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ha ha. Mạnh lão đầu, ta khuyên ngươi đừng làm chuyện gì, nơi này là chợ của thương nghiệp M. Dương ta, coi chừng cháu trai ngươi. Thẩm Vạn Toàn híp mắt nhìn chằm chằm Lão Mạnh chậm rãi nói chuyện. Sao có thể chứ? Lão Mạnh ta làm người thế nào Thẩm đại gia còn không biết sao? Yên tâm, sẽ không có việc gì, ta sẽ trông chừng cháu trai ta là được rồi, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho Thẩm đại gia, các ngươi tiếp tục đi, bọn ta ngắm Thái Châu nữ xinh đẹp lung linh này thêm lát nữa là đi liền, ha ha. Mạnh lão đầu cười ha ha và nói. Hừ, tốt nhất là thế, nếu không đừng trách Thẩm mỗ không nể tình. Thẩm Vạn Toàn hừ lạnh, cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi người Dương Bách Xuyên. Ở trong mắt hắn Dương Bách Xuyên cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, một người trong 8 người bọn họ tùy tiện đi ra cũng có thể ép chết, cho nên không chú ý nữa, nhưng cũng vẫn không rời đi, đám người bọn họ chính là người bảo vệ lợi ích của thương hành M. Dương, kiên quyết không dám để thương hành chợ xảy ra chuyện. Dương Bách Xuyên không lên tiếng,
nhưng ánh mắt không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Vạn Toàn lấy một cái, vẫn nhìn chằm chằm đồ đệ Vương Tông Nhân bị giam giữ trên đài. Hắn rất kinh ngạc khi Lão Mạnh đột nhiên lên tiếng, tuy là Lão Mạnh nói hắn thành một người tu luyện có vấn đề, hoặc là nói đầu óc có vấn đề, nhưng Dương Bách Xuyên cũng không tức giận, bởi vì hắn biết Lão Mạnh sợ hắn chịu thiệt. Ngay khi Dương Bách Xuyên còn nghi hoặc tại sao Lão Mạnh tìm lý do rất rõ ràng, lại còn làm cho người trung niên mũi ưng câu tin tưởng, trong tai truyền đến giọng nói của một người nói đến ông ta, lão già này có lai lịch thế nào. Nhìn qua có vẻ Thẩm đại gia của tông môn Thương Hành M Dương rất nể mặt đó. Nói nhỏ thôi, sư chất, ngươi vừa tới nên không biết, Mạnh lão đầu này không phải người bình thường, lăn lộn hơn nửa đời ở thành Yêu Quang, là một lão già chính gốc, rất nhiều khách phiêu lưu săn giết yêu thú, đều do thương nghiệp dưới trướng ba thế lực lớn tiền tuyến của Mạnh lão đầu hoàn thành, lão đầu này là một con rắn độc có thâm niên, quen thuộc với rất nhiều khách phiêu lưu lui tới thành Yêu Quang. Các thương hành thuộc ba thế lực lớn nếu thiếu hụt thiên tài địa bảo hoặc yêu thú treo thưởng gì đó thì đều phải tìm Mạnh lão đầu tìm khách phiêu lưu chuyên nghiệp giật dây hoàn thành. Quan trọng hơn là, có tin đồn, rất lâu trước kia Mạnh lão đầu đã là tu vi Nguyên Anh đại viên mãn, cũng không biết nguyên nhân gì mà tu vi giảm mạnh đến Nguyên Anh sơ kỳ. Cho nên đủ loại phương diện cộng lại, người dưới trướng ba đại thương hành ít nhiều đều phải cho Mạnh lão đầu một chút mặt mũi, chẳng qua nghe nói lão già này chính là một tên khốn khố rách áo ôm. Thành Yêu Quang có rất nhiều người vừa yêu vừa hận hắn. Thì ra là vậy. Không phải sao. Người ta nhỏ giọng bàn luận cũng truyền đến tai Dương Bách Xuyên, cũng cởi bỏ nghi hoặc của Dương Bách Xuyên đối với Lão Mạnh, không nghĩ tới Lão Mạnh còn có quá khứ như thế. Lúc này truyền âm của Lão Mạnh cũng tiến vào tai Dương Bách Xuyên nói, Dương huynh đệ, nghe lão già ta khuyên một câu, hôm nay các ngươi gặp nhau, ngươi lại giải vây cho lão già này. Lão Mạnh ta mang ơn cho nên mới nói thật với ngươi, tuyệt đối đừng hành động nông nỗi, nhìn sát ý của ngươi, chắc là trên đài có thân nhân bằng hữu quen thuộc đúng không? Dương Bách Xuyên sửng sốt thốt ra, làm sao ngươi biết? Loại chuyện này có gì kỳ lạ đâu, lão già ta đã từng gặp nhiều rồi, lăn lộn hơn nửa đời người ở thành Yêu Quang, chuyện có người thân bằng hữu bị bắt đi làm yêu nô đã gặp rất nhiều người cũng giống như ngươi ra tay giải cứu thân nhân bằng hữu. Nhưng kết cục đều giống nhau, toàn bộ đều bị người của Thương Hành đánh đến hồn phi phách tán, vẫn chưa có người nào chiếm được lợi ở trên tay cung phụng ba đại Thương Hành. Cho nên ngươi tuyệt đối đừng xúc động, không phải Lão Mạnh khinh thường huynh đệ, ngươi mới là tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, còn không đủ nhét kẽ răng cho người ta, tám người xuất hiện cấp Nguyên Anh trung kỳ này đều chỉ là cung phụng Thương Hành M Dương, chứ chưa nói đến cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ tọa chấn. Thương Hành M Dương này là thế lực M Dương Tông ở Châu Nam Sơn, Thương Hành M Dương là thương hành tài nguyên tu luyện khổng lồ của M Dương Tông, có thể nói thực lực lớn nhất của M Dương Tông đều nghiêng về phía Thương Hành M Dương, không chiếm được lợi lộc gì đâu. Nếu như ngươi thật sự muốn cứu người, có thể dựa theo trình tự bình thường mua lại là được, ta thấy ánh mắt ngươi nhìn chằm chằm trên người thiếu niên trong lồng sắt cuối cùng, cái này ngươi yên tâm, nam yêu nô không đáng giá bằng Thái Châu nữ đâu. 1.800 linh thạch hạ phẩm là có thể mua được, có thể thuận lợi cứu người là mục đích, nếu người làm ầm lên, không chỉ ngươi bị ảnh hưởng mà ngay cả ta cũng phải chịu liên lụy. Huống chi nếu ngươi thật sự dám động tay mạnh, bảo đảm ngay cả ngươi và người ngươi muốn cứu đều khó thoát khỏi cái chết, không phải sao? Mạnh lão đầu tận tình khuyên bảo, Dương Bách Xuyên nghe theo, tuy là cũng không sợ tám Nguyên Anh trung kỳ này, nhưng cũng biết lão Mạnh nói rất đúng. Việc đầu tiên hắn phải suy nghĩ chính là đưa người đến vùng đất an toàn đã. Hắn hít sâu một hơi, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gật đầu nói, lão Mạnh, đa tạ, ta biết rồi. Ngoài miệng thì nói như thế, nhưng nhìn đồ đệ bị nhốt trong lồng sắt, trong lòng Dương Bách Xuyên vẫn thấy tức giận khó mà bình tĩnh được, đối với hắn đây là sự sỉ nhục. Vậy được rồi, nếu ngươi tin tưởng lão Mạnh ta, chờ một lát lúc mở mua, ngươi giao cho ta mua yêu nô, khụ khụ. Không phải, là bằng hữu của ngươi được không? Lão Mạnh nói lỡ lời nên có chút xấu hổ. Dương Bách Xuyên đỏ mắt cắn răng nói, đa tạ, giao cho ngươi cũng tốt, ta sẽ lấy ra 1.000 linh thạch, mặt khác thanh niên kia là nhị đồ đệ của ta. Hả lại là đồ đệ của Dương huynh đệ ư? Lão Mạnh rất kinh ngạc, nhưng cũng lập tức nói, yên tâm, ta nhất định giải cứu đồ đệ của ngươi bình an trở về. Đa tạ sau khi Dương Bách Xuyên lạnh lùng trả lời. Lại lần nữa đưa ánh mắt đặt trên người nhị đồ đệ đang bị nhốt ở trong lồng sắt, hắn ta cúi đầu dường như bị thương rất nặng. Lúc này,
Vương Tông Nhân trong lòng sắt có lẽ bị tám cao thủ Nguyên Anh trung kỳ đột nhiên xuất hiện mà tỉnh táo lại, hoặc có lẽ là cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm nên chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt, Vương Tông Nhân nhìn thấy Dương Bách Xuyên đỏ bừng mắt đứng ở dưới đài. Hai thầy trò bốn mắt nhìn nhau, hai cặp mắt đều đỏ hoe. Vương Tông Nhân không nghĩ tới còn có thể gặp được sư phụ Dương Bách Xuyên, nước mắt lập tức trào ra, nhưng lưu lại chính là huyết lệ. Dương Bách Xuyên thấy vậy, mũi chua xót, nhìn không được liền muốn xông lên, hắn không muốn để ý gì nữa, cho dù đâm thủng trời cũng phải giải cứu đồ đệ ra. May mắn Mạnh lão đầu bắt lấy hắn, đau khổ cầu xin, dáng nhịn chút nữa. Mà Vương Tông Nhân đã trải qua rất nhiều, hắn ta hiểu rõ hoàn cảnh nhất, há miệng không phát ra được âm thanh nào, nhưng khẩu hình lại gọi ra hai chữ sư phụ. Lập tức giữ lại huyết lệ cười lắc đầu với sư phụ Dương Bách Xuyên, trên khẩu hình nói, sư phụ đừng quan tâm con, mau đi đi. Dường như hắn rất sợ Dương Bách Xuyên sẽ xông lên. Thế nhưng càng như thế, trong lòng Dương Bách Xuyên lại càng quặn đau, hắn làm sao có thể đi được. Bị lão Mạnh gắt gao nắm lấy cánh tay, Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, nhìn về phía đồ đệ nặn ra một khuôn mặt tươi cười, cũng dùng khẩu hình nói, dáng nhịn chút nữa, sư phụ sẽ cứu con. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Tông Nhân trong lồng sắt biến đổi, liên tục lắc đầu, ý bảo sư phụ mau đi đi. Đúng lúc này, lão giả phụ trách bán đấu giá những yêu nô này đứng trên đài mở miệng nói chuyện, cắt đứt cuộc trao đổi giữa Dương Bách Xuyên và đồ đệ. Chư vị đồng đạo, hôm nay chư vị trùng hợp tu tập lại đây, thương hành M Dương chúng ta tốn một năm hao phí số lượng lớn tinh lực, từ lãnh thổ nước ngoài lấy được 9 người Thái Châu nữ, từng người đều là cực phẩm, mua về làm yêu nô là tốt nhất. Đương nhiên, tác dụng tuyệt diệu của Thái Châu nữ không chỉ đơn giản như thế, lão phu cũng không nhiều lời, chư vị đều hiểu rồi nhỉ, ai ra giá cao sẽ mua được Thái Châu nữ, chư vị chuẩn bị linh thạch, chớ bỏ qua, đương nhiên thứ tốt phải được đấu giá cuối cùng. Thái Châu nữ bắt đầu đấu giá 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Hiện tại chúng ta bán người đầu tiên trước, Nam Man nữ lấy được từ vùng đất Nam Man. Nam Man nữ biết những yêu thú hiếm có, tổng cộng có 30 Nam Man nữ. Một Nam Man nữ là 3.000 linh thạch hạ phẩm, công khai niêm yết giá, hiện tại bắt đầu bán ra. Lão giả nói xong, trong đám người có người bắt đầu lên đài giao dịch, cũng có người có thừa, nói thầm, tính tình Nam Man nữ quá mức bạo liệt. Không cẩn thận sẽ đập đầu tự tử mà chết, chi bằng tốn thêm chút linh thạch chờ mua Thái Châu nữ. Rất nhiều người thật ra đều nhắm vào Thái Châu nữ, bởi vì Thái Châu nữ thật sự rất tài giỏi, là nam nhân đều không đỡ được dáng người và dung mạo của Thái Châu nữ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 30 người Nam Man nữ cũng rất nhanh bị mua hết, so sánh với Thái Châu nữ tốt, Nam Man nữ giá rẻ, cộng thêm hiện trường nhiều người, 30 Nam Man nữ thật ra cũng chưa đủ phân. 3.000 linh thạch đối với có vài người hoặc thực lực cũng không tính là gì. Lúc này lão giả cười, lại mở miệng nói, tiếp theo nghe lão phu nói đây, còn lại 11 nam yêu nô, không nói nhiều, tất cả những người này đều là người có căn cốt, chư vị đồng đạo mua về có thể làm trâu làm ngựa, dạy dỗ, tương lai có thể làm lá chắn bảo mệnh cho chủ nhân, cũng có thể chăm sóc yêu thú, so với nữ tử, nam yêu nô có nhiều lợi ích hơn đấy. Không nói nhiều nữa. Một người nam yêu nô 2.500 linh thạch hạ phẩm, hiện tại bắt đầu bán. Dương Bách Xuyên nghe lão giả nói chuyện, hai tay bắt đầu siết chặt, quả thực không coi coi người ta là con người mà, quá vô nhân đạo. Lão Mạnh vẫn luôn ở bên cạnh cầm cánh tay hắn ý bảo hắn không cần gấp gáp, Dương Bách Xuyên chọn tin tưởng lão Mạnh nên đè nén sự không vui ở trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi. Vẫn có rất nhiều người muốn một nam yêu nô. Dương Bách Xuyên trở tay lấy ra 30 viên linh thạch trung phẩm giao cho lão Mạnh, bảo lão Mạnh đi lên chuộc người. Đợi đến khi lão Mạnh lên đài, biến cố lại xuất hiện. Chỉ thấy một thanh niên từ hậu trường đi ra, đi tới bên cạnh lão giả phụ trách hiện trường nói, một quản sự, cấp trên phân phó giữ lại yêu nô cuối cùng, đừng bán đi, đại lão gia nói tiểu tử kia số mệnh không tệ, bên người thiếu một chân sai vặt nên muốn lưu lại bên người, cũng coi như tiểu tử kia có vận may. A, à, đại lão gia coi trọng ư, lão giả chủ trì hiện trường trong lúc nói chuyện, ánh mắt rơi vào cái lồng cuối cùng giam giữ Vương Tông Nhân, lập tức nói, được rồi, để ta sai người dẫn tiểu tử kia xuống. Không cần, ta tự mình mang xuống là được rồi, người cứ làm việc của mình đi. Hai người khách sáo vài câu, người sau đi về phía lồng giam Vương Tông Nhân.
Lập tức, lão giả chủ trì lớn tiếng mở miệng nói, chư vị thông cảm, yêu nô cuối cùng thương hành đại lão gia của chúng ta tự mình lưu lại, nói cách khác chỉ còn một yêu nô, số lượng có hạn, nhanh tay thì còn chậm tay thì hết. Người trung niên nhân vừa nói ra lời này, lão mạnh vừa bước ra tới sân khấu lập tức biến sắc, ông ta vốn đang chạy tới chỗ người cuối cùng, hiện tại cư lại bị đại lão gia của thương hành M Dương lưu lại, giờ nên làm sao mới được đây? Đại lão gia của thương hành âm dương người khác không biết là ai, nhưng lão mạnh lại rất rõ ràng, đại lão gia của thương hành âm dương chính là cường giả nguyên anh hậu kỳ trấn thủ bên ngoài ba đại thế lực. Nếu là như thế, vậy Dương Bách Xuyên sẽ bạo động. Nghĩ tới đây, trong lòng lão mạnh run lên vội vàng nhìn Dương Bách Xuyên, kết quả sau một khắc, trong lòng lão mạnh thầm nghĩ không xong rồi, vốn còn muốn trấn an Dương Bách Xuyên đừng xúc động, để nghĩ cách là được rồi. Thế nhưng vừa đảo mắt đã thấy trong tay Dương Bách Xuyên xuất hiện một thanh kiếm cổ, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Sắp xảy ra chuyện lớn rồi, trong lòng lão mạnh kêu rên. Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng tràn ngập sát ý hét lớn, chết đi. Chính là giọng nói của Dương Bách Xuyên. Mà cũng là lúc thanh niên kia đi ra, Dương Bách Xuyên đã nghe thấy từng chữ trong cuộc trò chuyện giữa thanh niên và lão giả, liền biết, muốn cứu đồ đệ chỉ có một con đường này. Trong lòng hắn vốn đã kiềm nén đến cực điểm, nếu không phải vì lão mạnh, hắn đã sớm ra tay cướp người rồi, nhưng vẫn nén giận, kết quả cuối cùng chờ được lại là tên đại lão gia chó má nào đó nói muốn giữ lại đồ đệ Vương Tông Nhân. Chuyện này mà được ư? Làm sư phụ mà hắn trơ mắt nhìn đồ đệ bị người ta nhốt trong lồng sắt giống như yêu thúc, vốn trong lòng đã khó chịu hổ thẹn đến cực điểm. Hiện tại làm sao có thể nhìn đồ đệ khó khăn lắm mới không hẹn mà gặp được, lại bị người ta mang đi dưới tầm mắt của mình chứ. Hắn xem như đã nhìn ra, cái thương hành âm dương chết tiệt này chính là một tổ chức lòng dạ hiểm độc, căn bản không hề coi mạng người ra gì. Huống hồ, thân phận hiện tại của nhị đồ đệ lại là yêu nô, là thân phận còn không bằng cả yêu thú, nếu bị mang đi ai biết có thể sống sót hay không. Dương Bách Xuyên nghĩ lại chuyện trước đây hắn và tiểu hòa thượng bị bắt đi làm thợ đào mỏ quặng ở thành Chiêu Giao, cũng trải qua nhiều lần sinh tử, hiện tại đồ đệ bị người ta coi là yêu nô, đây là thân phận mà ngay cả thân phận thợ mỏ cũng không thể chấp nhận được. Hắn hạ quyết tâm hôm nay cho dù có chết ở thành Yêu Quang cũng phải cứu được đồ đệ, cùng lắm thì sư đồ bọn họ bỏ mạng ở thành Yêu Quang, tuyệt đối không chịu khuất nhục. Với tu vi hiện tại của hắn cũng chưa từng náo loạn thành Yêu Quang một lần, coi như là cao thủ nguyên anh hậu kỳ xuất hiện, hắn cũng có lòng tin chiến đấu. Chưa nói đến lúc cần thiết hắn còn có thể cầu xin sư phụ giúp đỡ, muốn chạy trốn cũng không phải là không có cơ hội. Đồ long kiếm trong tay, vận chuyển chỉ xích thiên nhai công trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đi thẳng đến cái lồng giam giữ đồ đệ. Sau một khắc, Dương Bách Xuyên trực tiếp xuất hiện trước lồng giam giữ đồ đệ Vương Tông Nhân, mà lúc này thanh niên từ hậu trường đi ra, đang chuẩn bị mở lồng sắt muốn mang Vương Tông Nhân đi. Dương Bách Xuyên hiện tại tràn đầy sát ý và lửa giận. Không hề có chút thiện cảm nào với người của thương hành âm dương chó má gì đó. Thanh niên trước mắt là một gã có tu vi nguyên anh sơ kỳ, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không coi ra gì, hắn phun ra một chữ giết rồi trực tiếp dùng kiếm chém vào thanh niên kia, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, thanh niên kia đã mất mạng. Dương Bách Xuyên trở tay, một nhát kiếm bổ lồng sắt ra. Sư phụ! Sắc mặt Vương Tông Nhân trắng bệch cuối cùng khàn khàn gọi ra hai chữ. Sư phụ đưa con về nhà. Dương Bách Xuyên đỏ mắt phung tay lên, trực tiếp buộc chặt Vương Tông Nhân trong La Phù Sơn, chí bảo động thiên La Phù Sơn hiện tại hắn có thể hoàn toàn khống chế, không giống Bình Càn Khôn, Dương Bách Xuyên cũng không dư thừa thời gian ôn chuyện với đồ đệ. Bởi vì lúc này thủ hộ Nguyên Anh Trung Kỳ cung phụng đứng bốn phía trên đài rốt cuộc cũng phản ứng lại. Thẩm Vạn Toàn không ngờ thật sự có người ăn gan hùng mật báo, dám cướp đoạt yêu nô ở thương hành M Dương. To gan. Làm càn. Từng tiếng tức giận vang lên, tám đại cao thủ Nguyên Anh Trung Kỳ do Thẩm Vạn Toàn cầm đầu, sau khi lấy lại tinh thần, trước tiên đánh về phía Dương Bách Xuyên. Sau khi thu đồ đệ vào động thiên La Phù Sơn, ánh mắt Dương Bách Xuyên lạnh lẽo tràn đầy sát ý hướng lên trời nói, đúng lúc phải lấy lại cả vốn lẫn lãi, đồ đệ Dương Bách Xuyên ta không phải dễ bắt nạt. Đối mặt với tám người vây quanh bốn phương tám hướng. Dương Bách Xuyên không lùi không tiến, giơ đồ long kiếm lên giống giật, giết.
Trong lúc tức giận giống lên, trong lòng hắn khẽ động, tâm niệm triệu hồi hai con rối đen trắng ra, một lần nữa lắp đặt linh thạch thượng phẩm cho hai con rối, hiện tại khống chế con rối giết địch cũng không thể xem thường. Ngay sau đó Điêu Nhi cũng bị Dương Bách Xuyên thả ra. Nếu đã quyết định, vậy giết là được, hôm nay hắn sẽ cho Thương Hành M Dương một bài học, đồng thời Dương Bách Xuyên nhìn từng cái lồng sắt lớn đang giam giữ yêu nô và yêu thú, một ý nghĩ điên rồ cũng từ đó nảy sinh trong đầu hắn. Cái ý tưởng điên rồ trong đầu Dương Bách Xuyên chính là thả tất cả những yêu thú đang bị giam trong lồng sắt ở chợ yêu thú ra. Có thể tưởng tượng nếu như thả toàn bộ số yêu thú có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn của chợ yêu thú ở thành Yêu Quang ra sẽ là cảnh tượng thế nào. Mặc dù chợ yêu thú đa số là ấu thú, nhưng yêu thú trưởng thành cũng không thiếu, chỉ là số lượng ít mà thôi, cho dù trong cả chợ yêu thú cũng có rất ít yêu thú có lực chiến đấu. Trong đó không thiếu tồn tại yêu thú cấp 4. Còn có một số yêu thú trong đó mặc dù là ấu thú, nhưng lại có huyết mạch cao cấp, một khi bộc phát sức chiến đấu cũng kinh người. Dù sao cũng đã làm rồi, Dương Bách Xuyên biết từ lúc hắn bắt đầu động thủ đã không còn bất kỳ đường lui nào, bất kể là Thương Hành M Dương hay là Thành Yêu Quang, hai đại thực lực khác cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, bởi vì hắn đã phá hủy quy tắc của Thành Yêu Quang. Tương đương việc chạm đến lợi ích của ba đại thế lực ở thành Yêu Quang. Trái phải đều phải sứt đầu mẻ trán, nếu muốn làm loạn phải làm lớn hơn. Chuyện thả tất cả yêu thú ở chợ yêu thú ra lại chính là cơ hội để hắn rời khỏi thành Yêu Quang, đến lúc đó thành Yêu Quang đại loạn, hắn sẽ tìm cơ hội chạy trốn, tương đối mà nói cơ hội lớn hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ như vậy, trong lòng hạ quyết tâm, cứ như vậy làm. Lúc này, tám cao thủ Nguyên Anh trung kỳ vây công, Dương Bách Xuyên hừ lạnh, tay trái cầm Đồ Long kiếm, điều động Huyền Hoàng kiếm, không chút nương tay giơ kiếm chém. Tay phải một mạch thi triển ba đòn thần thông thủ cốt, hiện tại tu vi đã đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, Dương Bách Xuyên thi triển thần thông thủ cốt đã không còn phải cố hết sức như trước kia, trong cơn tức giận là có thể thi triển ra, hơn nữa uy lực so với trước kia còn lớn hơn. Ba kích thần thông thủ cốt đập tới, cộng thêm kiếm khí Huyền Hoàng kiếm, đây thật sự không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường có thể tiếp nhận được. Đừng thấy Dương Mỗ mới là Nguyên Anh sơ kỳ, còn kém những cao thủ Nguyên Anh trung kỳ này một cảnh giới, nhưng luận hàm lượng vàng, những người này thật sự không thể nào so sánh. Đầu tiên, Dương Bách Xuyên là linh căn thuộc tính ngũ hành hiếm thấy, có thể hấp thu linh khí ngũ hành thiên địa cho bản thân sử dụng, linh căn bậc này đặt ở tu chân giới lại là linh căn phế. Bởi vì tu luyện lên càng xa thì còn lâu mới có được linh căn tốc độ tu luyện nhanh duy nhất. Muốn tăng lên tu vi cảnh giới nhất định phải ngũ hành toàn bộ viên mãn, điều này rất nhiều tu sĩ đều làm không được. Thế nhưng vấn đề này lại ở trên người Dương Bách Xuyên, bởi vì hắn có công pháp tu luyện tốt nhất thế gian bù đắp rồi. Càn Khôn Tạo Hóa Quyết là công pháp xuất hiện trong bình càn khôn, ngay cả sư phụ thập nhị kiếp tán tiên vân thiên tà của Dương Bách Xuyên cũng nhìn không thấu. Điều này đã chứng tỏ Càn Khôn Tạo Hóa Quyết rất đặc thù. Hơn nữa, Càn Khôn Tạo Hóa Quyết hấp thu luyện hóa linh khí thiên địa gần như là sinh lãnh bất kỳ hấp thu như thế nào cũng có thể luyện hóa, cái này bù đắp cho khuyết điểm tốc độ tu luyện chậm chạp. Cứ như vậy, thể chất linh căn thuộc tính ngũ hành theo sư phụ Vân Thiên Tà nói trở thành tư chất toàn năng, hơn nữa Dương Bách Xuyên có sư phụ tán tiên chí tôn cùng số mệnh bản thân, ngược lại có thể phát huy hoàn toàn tiềm lực của thể chất linh căn ngũ hành. Đa số tình huống có thể đánh bại kẻ cùng cảnh giới cùng cấp mới có vốn liếng để chiến đấu vượt cấp. Rất nhiều ưu thế tổng hợp lại cùng nhau, làm cho Dương Bách Xuyên từ khi bước vào tu giả bắt đầu chiến đấu vượt cấp, hơn nữa ưu thế cũng rõ ràng. Hơn nữa khi, hắn đạt đến kim đan thì thành tựu là kim đan thập chuyển, thập toàn thập mỹ gần như đều là kim đan thần thoại, căn cơ tu luyện có thể nói là người đệ nhất thế gian cũng không quá đáng. Có căn cơ tu luyện kim đan như thế, lúc phá đan thành anh, Nguyên Anh của hắn đương nhiên cũng không tầm thường, không phải kiểu tu sĩ Nguyên Anh bình thường có thể so sánh. Tiềm lực của Nguyên Anh có liên quan mật thiết với cấp độ và kim đan, Dương Bách Xuyên đạt được Nguyên Anh qua kim đan thập chuyển cũng khác với người bình thường, chẳng qua hắn vừa mới đạt đến Nguyên Anh, vẫn chưa có cơ hội so sánh Nguyên Anh của mình và những người khác. Ở trong núi La Phù, hắn có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong nháy mắt, năng lực có thể chèn ép Nguyên Anh trung kỳ. Thậm chí sau đó còn có thể chém giết Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong như Hắc Hoa Bà Bà, Bách Biến Thần Quân và Sơn Mộc Đạo Nhân không phải tu sĩ tầm thường. Hiện tại đối mặt với 8 tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ,
hắn thật sự không có bao nhiêu áp lực. Hắn tập trung chỉ huy hai con rối đen trắng và chồn nhỏ đi phá hư lồng giam giữ yêu thú, hai con rối thì không dám nói, nhưng còn chồn nhỏ thì Dương Bách Xuyên rất có lòng tin với nó. Thật sự mà nói, Dương Bách Xuyên có cảm giác nếu bây giờ chồn nhỏ thật sự tức giận, đoán chừng ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Dương Bách Xuyên có suy nghĩ này là bởi vì lần trước chồn nhỏ từng ra tay với Pháp Hắc Hoa bà, hơn nữa ra tay còn là một kích giết chết. Cộng thêm tốc độ của chồn nhỏ cũng giống như quỷ mị, tứ chi sắc bén thậm chí đi ra chặt chém linh khí cũng giống như gọt khoai tây, để chồn nhỏ đi thả những yêu thú bị giam giữ là thích hợp nhất. Chỉ cần phá hủy lồng nhốt yêu thú hoặc là dây chó yêu trên người yêu thú bị khống chế tất nhiên có thể lấy được tự do và thực lực. Đến lúc đó thành yêu quang không loạn mới là chuyện lạ. Giết! Thẩm Vạn Toàn mang theo sát khí đằng đằng nhào về phía Dương Bách Xuyên, nhưng ngay sau đó lông tơ của hắn liền dựng ngược lên. Trong lúc đó, cổ kiếm trong tay Dương Bách Xuyên vung lên, kiếm khí dài 3-4 trượng lập tức quét ngang đến. Cách thật xa cũng có thể cảm nhận được hàn ý của kiếm khí, quả thực không thể địch lại. Cho tới bây giờ, Thẩm Vạn Toàn chưa từng cảm nhận qua kiếm khí cường đại như vậy, lập tức kinh hãi thất sắc nói, mau lui lại. Trong tiếng bạo nổ, Thẩm Vạn Toàn nhanh chóng lùi lại. Dương Bách Xuyên vừa ra tay chính là chiêu chí mạng, sao có thể cho bọn họ cơ hội. Hình tam giác của ba kích thần thông thủ cốt hạ xuống, cắt đứt triệt để đường lui của bọn họ. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ to lớn rung động vang lên trong sân. A a a. Trong nháy mắt, kiếm khí của Dương Bách Xuyên liều mạng với đám người Thẩm Vạn Toàn, tiện tay quét qua rồi lại vung ra ba kiếm. Tám cao thủ Nguyên Anh trung kỳ, trong tiếng kêu thảm thiết bị kiếm khí của Dương Bách Xuyên chém thành thịt vụn. Cũng chính là trong nháy mắt, tám Nguyên Anh trung kỳ không hề chống cự bị Dương Bách Xuyên giết chết ngay lập tức. Khói bụi tung bay khắp sân. Khói dày đặc cuồn cuộn, cửa lớn chợ thương mại Âm Dương bị hủy hoại trong chốc lát. Lúc này, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không thèm nhìn thi thể tám người trên mặt đất, dưới chân vừa động đi về phía trước. Trên đài, lão giả chủ trì bán yêu nô là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, vốn nghĩ đến tám người Thẩm Vạn Toàn ra tay sẽ chém chết Dương Bách Xuyên, quả thực chính là không biết người biết ta, không ngờ mới mấy hơi thở công phu, Dương Bách Xuyên vừa ra tay đã tàn sát toàn bộ tám người Thẩm Vạn Toàn. Lúc này, trong lòng lão giả toát mồ hôi lạnh, điều đầu tiên ông ta nghĩ không phải là đi chém giết trấn áp Dương Bách Xuyên, mà lại là kêu gọi người khiêng 9 thái châu nữ trong 9 cái lồng sắt trên đài đi. Nói đùa chứ, tuy là tu vi của hắn so với đám người Thẩm Vạn Toàn cao hơn một bậc, nhưng cũng không phải quá cao, 8 cao thủ Nguyên Anh trung kỳ hợp lực đều bị Dương Bách Xuyên chém chết chính diện, một Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong như hắn tiến lên chính là muốn chết. Trước mắt vẫn nên mang 9 thái châu nữ trên đài còn chưa chuẩn bị bán đấu giá đi, sau đó đi mời đại lão gia của thương hành Âm Dương ra mặt trấn áp mới là đạo lý. Mau mau đi xuống, mau lão quản gia gấp gáp kêu gọi mọi người. Lúc này, một kiếm của Dương Bách Xuyên lại kéo qua đây. Lão gia quản sự cứ mãi tập trung chuyện ở giữa sân, sau khi phát hiện Dương Bách Xuyên biến mất tại chỗ, lập tức biết có chuyện không ổn, sát thần này đã nhắm vào hắn. Chợt một luồng gió thổi mạnh từ sau lưng. Không chút nghĩ ngợi, trên người ông ta xuất hiện một bộ khôi giáp, không thèm quan tâm thái châu nữ trên đài nữa, trước mắt vẫn là mạng già của mình quan trọng hơn. Chạm! Một tiếng kêu rên vang lên, kiếm khí của Dương Bách Xuyên chém vào người lão giả, sau khi người kêu rên một tiếng đau đớn thì mượn thế bay ra ngoài. Có lẽ chính là khôi giáp trên người lão già quản sự có tác dụng. Một kiếm của Dương Bách Xuyên vẫn không lấy được mạng của ông ta, ngược lại mượn thế cho ông ta chạy trốn. Dương Bách Xuyên cũng không đuổi theo, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng phá hủy chợ yêu thú, thời gian cấp bách, chờ cao thủ Nguyên Anh tỏa trấn thành yêu quang đi ra, hắn sẽ không có thời gian. Thân hình rơi vào trên đài, xuất kiếm vung vẩy, chém chết mấy tiểu tu sĩ kim đan hầu hạ thương hành Âm Dương, trong lồng sắt lập tức truyền đến tiếng kêu hoảng sợ. Hắn theo bản năng nhìn lại, lúc này lại thấy rõ Thái Châu nữ bị giam giữ trong lồng sắt, ngũ quan sắc sảo đến mức tuyệt trần, quả thực ở trong mắt Dương Bách Xuyên người đó chính là tinh linh trong thiên địa. Thái Châu nữ trưởng thành có tóc xanh và ánh mắt giống như biển rộng, lỗ tai cũng khác với người bình thường, mũi nhọn đỏ hồng, từng người trong lồng sắt đều hoảng sợ, ánh mắt màu lam tràn ngập vẻ sợ hãi đáng thương. Đừng sợ, ta cứu các ngươi ra ngoài.
trong lòng hắn thở dài, dù sao cũng có núi La Phù tồn tại, thuận tay là có thể cứu người, coi như là làm việc tốt. Sau khi nói xong, hắn vung tay thu 9 Thái Châu Nữ vào núi La Phù. Đối với Dương Bách Xuyên mà nói, lúc trước hắn đã động lòng trắc ẩn với yêu nô và yêu thú bị giam giữ, bây giờ tiện tay cứu càng hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình, coi như là giải quyết cái đinh trong lòng. Sau khi đưa Thái Châu Nữ và lồng sắt vào sơn động La Phù xong, Dương Bách Xuyên dừng bước, thuận thế vọt vào trong đại sảnh chợ thương hành M Dương, cơ thể hóa thành tia chớp. Phía trước là sảnh chợ dài không thấy điểm dừng, ít nhất cũng dài mấy ngàn thước dài, không biết nơi đây giam giữ biết bao nhiêu yêu thú. Mục đích của Dương Bách Xuyên rất rõ ràng, chỉ có hai chữ phá hết. Từng nơi đi qua, kiếm đầu long trong tay vung lên như tia chớp, kiếm khí tung hoành. Rầm 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 rầm. Từng nơi hắn đi qua, lồng giam yêu thú đều bị mở ra. Dù đại yêu thú hay tiểu yêu thú, tất cả đều dùng kiếm đổ long chém vỡ lồng sắt. Tiếng gầm vang trời đột ngột vang lên. Các loại yêu thú thét lên, tiếng thét vang vọng khắp thành yêu quang. Nghe những yêu thú này gầm lên, Dương Bách Xuyên ra tay càng ngày càng nhanh, hắn biết những thứ này yêu thú thét lên chắc chắn sẽ kinh động đến cao thủ đang tọa trấn ở thành yêu quang. Hẳn những người đó sẽ nhanh chóng đến đây. Chỉ chưa đến ba hơi thở, Dương Bách Xuyên đã thả toàn bộ yêu thú bị giam giữ trong thương hành M Dương. Dương Bách Xuyên cũng không tính xem đã thả ra bao nhiêu yêu thú, thế nhưng có lẽ sẽ không ít hơn 1.000 thú. Trong phút chốc, yêu thú của thương hội M Dương loạn cào cào, giữa mấy cái lồng sắt đều có người canh giữ hoặc chăm sóc yêu thú, nhưng tu vi cũng không cao, vốn không thể ngăn cản Dương Bách Xuyên. Cho dù ngăn cản thì tốc độ của Dương Bách Xuyên cũng nhanh đến mức trong mắt bọn họ chỉ thấy được tàn ảnh, không có bản lĩnh kia. Chờ những người này kịp phản ứng lại thì mấy ngàn yêu thú bị nhốt trong lồng đã bị Dương Bách Xuyên thả ra, với những người này mà nói thì đúng là tai họa. Ngày thường bọn họ chăm sóc yêu thú, nhưng không ít lần lấy roi hàng yêu chuyên dạy dỗ yêu thú ra quất bọn chúng, nếu những yêu thú này được tự do thì người xui xẻo nhất chính là bọn họ. Tiếng gào thét khóc lóc thảm thiết vang lên. Yêu thú giống giận còn những người này thì kêu rên, nơi này hoàn toàn hỗn loạn. Rất nhiều người chết dưới móng vuốt của yêu thú. Dương Bách Xuyên không thương hại những người này, hắn biết lúc này hắn không được mềm lòng. Hơn nữa những người này đều là người của thương hành M Dương, ngày thường tất nhiên cũng không ít lần giết chóc, dù sao đều là kẻ địch, cho dù bị yêu thú giết chết cũng xem như là nhân quả báo ứng. Lúc này trong tai Dương Bách Xuyên nghe thấy tiếng yêu thú thét vang trời cách đó mấy trăm thước, trong lòng cũng hiểu chồn nhỏ cũng ra tay thành công. Chồn nhỏ đi thẳng qua, cơ bản là phá hư mọi thứ trên đường, mở ra từng cái lồng nhốt yêu một, thậm chí còn thả nhiều yêu thú hơn Dương Bách Xuyên. Dù sao toàn bộ chợ yêu thú đại loạn. Lúc đầu người vây quanh thương hành âm Dương bị Dương Bách Xuyên đột ngột ra tay làm cho kinh ngạc, ngay sau đó Dương Bách Xuyên, chồn nhỏ và hai con rối đen trắng phá hỏng chợ yêu thú, thả ra vô số yêu thú. Sau khi yêu thú thét lên tiếng gào động trời, những người này ai nấy đều lấy lại tinh thần, đều biết thời thế thay đổi. Yêu thú đang bị giam giữ trong chợ ở nội thành yêu quang thoát khỏi lồng, đối với thành yêu quang mà nói chính là đại nạn yêu thú. Trong phút chốc tất cả mọi người tán loạn, hạng người thông minh đã liều mạng chạy ra khỏi thành. Mặc dù mọi người đều biết thành yêu quang có cao thủ tỏa chấn, có thể chấn áp yêu thú tứ chuyển, thậm chí là ngũ chuyển. Nhưng cao thủ của ba thế lực lớn cũng không có khả năng đi chấn áp từng con yêu thú một. Nếu làm như vậy, chờ đến khi chấn áp xong từng con yêu thú, thành yêu quang đã sớm trở thành địa ngục. Vậy nên việc cấp bách trước mắt vẫn là chọn thượng sách, đầu tiên chạy khỏi thành yêu quang này rồi tính sau. Trong những người này, người đau khổ nhất chính là Lão Mạnh. Ông ta đã nói Dương Bách Xuyên là cháu trai của ông ta trước mặt bao nhiêu người, hiện tại mất hết rồi, Dương Bách Xuyên đúng là dám đại náo thành yêu quang. Người khác không biết ba thế lực lớn của thành yêu quang khủng bố thế nào, nhưng Lão Mạnh lại biết. Ba thế lực lớn trực thuộc tam đại tông môn của thành yêu quang, hơn nữa còn đều là thế lực không kém tông môn. Nếu nói sau này muốn sống yên ổn cũng là vấn đề lớn cũng không ngoa, trừ phi ông ra rời khỏi lãnh thổ Đại Sơn. Nhân tộc chiếm đóng lãnh thổ Đại Sơn, toàn bộ lãnh thổ Nam Châu của Đại Sơn, dù Đông Tây Nam Bắc, ba thế lực lớn đến từ ba châu lục khác nhau, chiếm hơn phân nửa giang sơn địa bàn của Đại Sơn. Hiện tại Lão Mạnh biết ông ta bị Dương Bách Xuyên lừa,
ba thế lực lớn nhất chắc chắn sẽ tìm ông ta tính sổ. Hơn nữa lấy Lão Mạnh hiểu rõ thực lực của ba thế lực lớn ở thành Yêu Quang, ông ta cũng không cho rằng Dương Bách Xuyên có thể thoát khỏi thành Yêu Quang sau khi phạm đại tội như thế. Vì kế hoạch này, trong lòng Lão Mạnh nghĩ phải nhanh chóng tìm đường khác để rời khỏi thành Yêu Quang, về sau có thể tồn tại trong thành Yêu Quang, thậm chí là toàn bộ Đại Sơn hay không cũng còn là ẩn số. Dương huynh đệ, người hại chết lão tử đây rồi. Tâm trạng Lão Mạnh vô cùng phức tạp, ngoài miệng thì thầm oán giận, bước nhanh về phía cửa thành. Ông ta không ở lại giúp Dương Bách Xuyên, dù sao cũng chỉ vừa quen hôm nay, sở dĩ hôm nay giúp Dương Bách Xuyên là bởi vì Dương Bách Xuyên giải vây giúp ông ta ở cửa thành, không ngờ ông ta vừa lắm mồm nói một câu cháu trai lại khiến bây giờ ông ta phải chạy trốn. Không biết như thế nào, tuy ngoài miệng Lão Mạnh đang oán trách Dương Bách Xuyên, nhưng trong lòng lại không tức giận nổi, ngược lại nhiệt huyết đã lâu không gặp đang dần dần bùng cháy. Thôi, ai mà chẳng có thời niên thiếu chữ, Lão Mạnh ta cũng không trách ngươi, nếu hôm nay ngươi có thể trốn thoát khỏi thành Yêu Quang, Lão Mạnh ta sẽ bán thân cho ngươi. Lão Mạnh vừa chạy vừa tự nói trong đầu hiện lên hình ảnh ký ức mấy trăm năm trước. Năm đó ông ta cũng giống như Dương Bách Xuyên bây giờ, là thiếu niên nhiệt huyết, cũng từng làm chuyện lớn như Dương Bách Xuyên hôm nay. Nhưng cũng chính vì thế nên tu vi của ông ta từ Nguyên Anh Đại Viên Mãn rơi xuống Nguyên Anh Sơ Kỳ. Chuyện cũ không dám nhớ lại, nhiệt huyết trong lòng Lão Mạnh không hiểu sao lại bùng cháy, sâu trong lòng cũng không trách Dương Bách Xuyên liên lụy đến ông ta. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe tiếng yêu thú gầm lên ở phía xa, trong lòng khẽ động, chuẩn bị rút lui, hắn cũng không dám tiếp tục nán lại. Nếu như toàn bộ cao thủ Nguyên Anh ở thành Yêu Quang đi ra hết thì sẽ là phiền phức lớn để hắn chạy trốn. Ngay khi Dương Bách Xuyên chuẩn bị lao ra khỏi nơi giam giữ yêu thú ở Thương Hành M Dương, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy một gian phòng nhỏ khắc ký hiệu trận pháp. Hắn vốn định rời đi nhưng sau khi nhìn thấy căn phòng nhỏ này, ma xui quỷ khiến đi đến đó. Lúc sắp đến cửa, đột nhiên có chùm sáng tấn công đến, khí tức là tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ. Không chút nghĩ ngợi, cầm kiếm chém lại. Ầm ầm. Sau khi một tiếng nặng nề vang lên, một người đàn ông trung niên cao to vạm vỡ cầm đại đao chắn trước cửa lớn, vẻ mặt vô cùng căng thẳng nói, thằng nhóc, lá gan ngươi lớn thật. Đã phạm phải đại họa, ta khuyên ngươi nhanh chạy đi, chậm một chút thì ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Bách Xuyên nheo mắt lại, nghe người đàn ông trung niên nói dường như đang lo lắng cho mình, nhưng Dương Bách Xuyên nghĩ lại, chắn chắn không phải như vậy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của người trung niên. Vốn dĩ nói vậy thì vì không muốn mình tới gần căn phòng nhỏ này. Có thể khiến cho người đường đường Nguyên Anh Trung Kỳ canh gác phòng, bên trong tất nhiên có điều gì đó. Càng làm như thế càng khiến Dương Bách Xuyên tò mò hơn, sẽ không rời đi, dù sao hắn có thể giết chết người trung niên Nguyên Anh Trung Kỳ này, hắn muốn nhìn xem trong phòng có cái gì. Hắn cũng không nhiều lời, giơ kiếm đồ long lên đánh lại. Viên Đại Sơn thấy Dương Bách Xuyên cũng không rời đi, ngược lại tấn công ông ta kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng đau khổ, biết rõ mình không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên nhưng vẫn không thể lui nhường. Bởi vì trong gian phòng nhỏ của ông ta có một quả trứng của đại nhân trấn thủ Thương Hành M Dương chân chính, tốn mất 60 năm mới lấy được từ trong đại hoang. Vì quả trứng kia mà vị đại nhân kia bị thương nặng, đến nay vẫn đang bế quan dưỡng thương. Nếu như ông ra nhượng bộ thì sẽ liên lụy đến cả gia tộc ông ta. Vậy nên dù biết rõ không phải là đối thủ của Dương Bách Xuyên, Viên Đại Sơn cũng không thể nhượng bộ, sợ vì vậy mà mất mạng. Ông ta biết rõ quả trứng kia rất quan trọng, hơn nữa những thứ được cất trong gian phòng nhỏ đều là những thứ quan trọng nhất của Thương Hành M Dương. Bây giờ Viên Đại Sơn chỉ hy vọng ông ta có thể giữ chân được thanh niên trước mắt, hy vọng những nhân vật lớn của M Dương Tông có thể kịp thời chạy đến giải vây. Dương Bách Xuyên cũng không biết nỗi khổ tâm của Viên Đại Sơn, hắn chỉ tò mò muốn nhìn một chút, cũng đi về phía nơi bất phàm, nghĩ đến việc có thể khiến cho thành Yêu Quang càng loạn hơn, chẳng phải càng tốt sao. Ầm ầm. Đao kiếm giao chiến vang lên tiếng leng keng, đại đao trong tay Viên Đại Sơn bị Dương Bách Xuyên thuận thế bổ thành hai khúc. Hự. Lồng ngực Viên Đại Sơn xuất hiện một vết thương sâu có thể nhìn thấy xương, ông ta phun ra ngụm máu lớn. Dương Bách Xuyên đánh một quyền, lập tức đánh chết Viên Đại Sơn. Lúc này giơ kiếm đồ long lên, chém vào cửa phòng. Ầm. Một tiếng động mạnh vang lên, cấm chế trên cửa phòng phát ra ánh sáng mạnh,
nhưng không bị hỏng, Dương Bách Xuyên nhíu mày. Ta không tin, nhận lấy đây. Hắn lẩm bẩm, lại chém một kiếm, sau lần kiếm này, tiếng răng rắc vang lên, cấm chế trên cửa phòng vang lên tiếng thủy tinh vỡ vụn. Thế nhưng lông mày Dương Bách Xuyên càng nhíu chặt hơn, mặc dù nghe như cấm chế đã bị phá vỡ, cũng cửa vẫn chưa mở ra, nhìn qua chỉ thấy đầy vết nứt. Dương Bách Xuyên nghĩ thầm, cấm chế này chắc chắn là do cao thủ bố trí, với sức mạnh của hắn chắc chắn đã phá được, nhưng cần có thời gian. Mà bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian, không thể trì hoãn nữa. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên trong lòng khẽ động, có chủ ý. Hắn có một bé đồng bọn chuyên nghiệp chuyên phá cấm chế, kết giới linh trùng nhân diện, sâu. Bởi vì sâu thích trốn ở trong lỗ tai, bình thường Dương Bách Xuyên quên mất nó nhưng thực tế sâu không chỉ có thể phá giải các loại cấm chế kết giới, tấn công bộc phát của nó cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là sâu nhỏ như một đốt ngón tay, lần chiến đấu nào Dương Bách Xuyên cũng quên mất nó. Bây giờ đối mặt với kết giới cấm chế trước mắt, trong đầu muốn để cho sâu ra tay. Sâu, phá kết giới đi. Dương Bách Xuyên ra lệnh cho sâu. Bù, sâu vừa đi ra đã hóa thành tia sáng màu trắng, trong nháy mắt vọt về phía kết giới cấm chế. Khi sau khi va chạm với cấm chế trên kết giới, sâu bộc phát tấn công, Dương Bách Xuyên không thấy rõ sâu phá vỡ cấm chế như thế nào, sau một khắc, cấm chế trên cửa phòng nhỏ đã bị nghiền nát. Thật ra Dương Bách Xuyên rất tò mò, cũng rất muốn biết cách sâu phá cấm chế kết giới, đáng tiếc cách thức bực này là thiên phú thần thông của người ta, muốn nhìn cũng không nhìn được. Chỉ có thể nhìn thấy sâu hóa thành tia sáng trắng chợt lóe lên, cấm chế trên cửa phòng nhỏ lập tức vỡ tan. Trong lòng cảm thán một câu đúng là trâu bỏ, Dương Bách Xuyên lập tức tiến lên đẩy cửa phòng ra. Kéo kẹt cửa phòng nhanh chóng mở toang, không có cấm chế bảo vệ, cửa phòng chỉ là cửa phòng bình thường, thoáng cái đã bị Dương Bách Xuyên đẩy ra. Nhưng mà vừa đẩy cửa phòng ra, hắn đột nhiên hít một hơi khí lạnh, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Ngay sau đó một cỗ khí tức không thể ngăn cản lao ra trước mặt, giống như gió lớn thổi qua, lập tức khuếch tán về phía chân trời xa ra. Dương Bách Xuyên có thể khẳng định khí tức lao ra là phát ra từ nơi nào đó trong phòng. Ngay lúc khí tức trong cái phòng nhỏ này vọt ra, trong cái giếng khố nào đó ở hậu viện thương hành M Dương trong thành Yêu Quang, cũng không biết sâu bao nhiêu thước trong lòng đất, một gã lão giả tóc hoa râm khoảng 70 tuổi đột nhiên mở hai mắt. Trong nháy mắt sát ý của lão già này nổi lên, giận dữ gầm lên, đúng là to gan lớn mật. Sau khi dứt lời, toàn thân phát ra ánh sáng, đột ngột biến mất tại chỗ. Lão già này chính là người mạnh nhất thương hành Âm Dương, cũng là một trong ba đại cường giả âm thầm trấn thủ thành Yêu Quang, là Ân Tĩnh An. Trong ba đại cường giả tọa trấn thành Yêu Quang, tu vi Ân Tĩnh An cao thâm nhất, là người suýt nữa có thể bước vào cảnh giới xuất khiếu. Thành Yêu Quang có lời đồn đại trong ba người âm thầm tỏa chấn, có người tu vi đã đạt tới xuất khiếu, người đó là Ân Tĩnh An. Trên thực tế trăm năm trước, Ân Tĩnh An cũng đã sắp chọc thủng cảnh giới, chỉ không ai biết lúc lão đang ngưng kết âm dương thần thì xảy ra sự cố, dẫn đến xuất khiếu cảnh giới không thành công, mãi mãi dừng lại ở nguyên anh đại viên mãn. Mà Ân Tĩnh An vì thế cũng hao tổn tâm tổn trí, tốn mất thời gian cả giáp. Dùng cả tính mạng để lấy một quả trứng yêu thú từ đại hoang, nhưng bởi vậy bị thương nặng, vốn đang chờ vết thương lành thì có thể hấp thụ quả trứng kia, lúc đó có thể giải quyết bệnh khó nói của M Dương thần lão, thuận lợi bước vào cảnh giới xuất khiếu. Ai biết lại có người không biết sống chết, đánh chủ ý vào bảo bối giúp lão đột phá xuất khiếu cảnh giới. Ân Tĩnh An há có thể không tức giận sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.